Ủa mà anh kia chị mỹ phụ, đúng là người đẹp nha, anh thì phái tôi bi vàng chị võ hoàng anh nè. Rồi áo vé hoa nhí hả, em chưa có like cái nào đâu. Áo rớt, áo rớt 55-57 ký đầu xuống. Bi vàng hết, em còn cái cán. Áo rớt 25.000, ghi mã là 25. Sao lớn chưa, sao giờ là quá lớn không hả? Còn cám nữa. Đó đẹp lắm, hồi lấy đưa chị luôn đi. Mặc cái quần ngố ở đây. Mai lấy, mai em lấy luôn á. Mai lấy đủ lấy á. Trời ơi, ghi mã rớt. Em hoài sợ lắm má ơi. Xô Nhật nha, xô Nhật. Không, cái này người ta sấy á. Vậy thì chất liệu người ta sấy á. Cho người ta còn cái rớt. Chiều nay là thẳng đó luôn em. Em còn cái rớt. Dạ cảm ơn quý chị nha. Xô Nhật nè, đẹp gì lắm. Trộn phái lắm chị ơi. Sao đây làm nổi luôn á. Em còn cái rớt nha. Kiểu này ngồi cười không làm nổi nè mấy gái ơi, khen hoài. Wow. Ngồi cười ý là ngồi cười hoài làm nổi má ơi, đừng khen nữa mới cỡ chết luôn vậy á. Trộn cỡ quá. Cỏ trụ nha, vì rất là đẹp nè, 1m6 là cỏ 58kg ok luôn. Trời ơi khen quá, bán 39 thôi, ghi mã 39. Ôi chết cái bà vụ tôi hoài. 39 được 4 cái nha, hút lẹ đi hết nha, xô nhỏ tiện luôn, mã 39. Mã 39. Trời ơi. Thấy rồi, tại tôi cũng thấp các bạn. Hôm nay đang kiếm áo dài dài mặc chiếc quần ngố. Lấy rồi, lấy rồi. 39 nha. Lấy rồi nha tiền. Đẹp nha. Cái này là 7 tỷ luôn. Đó cái dạng áo biểu nó chạy áo biểu á. Phía sau là có nhúng thun luôn nè, 45kg cho tới 53kg nha. 45 ba đeo cổ hoàng anh, ba đeo 45. Ghi mã là áo cam. Áo cam 45. Đúng rồi, tấm hết chị Liên Nguyễn ủng hộ mình dạ. Rồi. Ngày mai làm gì mới không? Đi vô ngày mai. Đọc đọc. Không được. Không mua nổi. Ở đâu cũng. Nhưng mà áo cam luôn mà 39 em còn. Kim Nguyễn 39. Qua lụa tầm ý. Nào đó đâu. Qua lụa tầm ý. Rất là đẹp luôn. Ở phía sau là nha. Cài cái nút nha mấy chị. Chính không? Đồ đựng khen mấy chị ra bán. Mấy người cười hoài. Mấy người cười hoài. Dương lên. Lên mà không quay bây giờ dựng nữa. Mét 658 kg nha. Mét 658 kg. Cái áo 45 mấy chị. Đỏ đô xe 55.000 nha. Cái này lụa tầm ý nè. Đi mã đỏ đô xe 55. Áo cao còn thì lên. Mã đỏ đô luôn. Em có lá son theo. Trời đẹp cũng chót luôn vậy á. Em có lá son theo luôn. Đẹp nè. Cái 6 là 63kg nha, size L. Size L, áo này size cho mấy chị ơi. Áo theo là size 60, ghi mã là áo theo. Size 60, trời ơi, cái hàng tiền. Rồi 60 luôn. Rồi đồ thì sẽ lên lấy một hộp kèm 75.000 hộp kèm bây giờ 70. Hộp kèm 70. Còn ít nữa thì mấy chị nha, Ngọc Lan Nguyễn có. Ngọc Lan Nguyễn cũng làm được em ơi. Mấy chị trước cuối tuần này rảnh rảnh ra hai người con uống luôn. Đây, gót pha lê nha, gót pha lê hàng này bị xả nè. 40kg với 655kg nha, mặc khối gì cũng sang hết trơn, áo kết phụ kiện nè. 90.000 xe mặc bán. Xe nhiêu đây? Ngọc Lan Nguyễn có. Xe 70 luôn đi. Xe 70 luôn, ghi mã 70 đỏ. 70 đỏ, hai cái. Rồi 70 xanh. Vậy hả? 70 đỏ, 70 xanh luôn. Em còn cái mã 60 luôn nè. Hàng này không đi đâu mua được 70 thì có bán 250. Áo này em có chục cái rồi nên không lấy nữa. Lần nào về em không lấy, tại đẹp quá. Mua mã 70 kèm màu. Áo theo chút chút. Được, áo theo thu phân nè. 70 đỏ, chị Trần Thị Hoa, em còn 70 xanh. Bữa nay cho em tranh thủ làm buổi trưa lắm nha. Cái buổi tối em sợ lên với chị con từ cái em buồn em đi xuống. Mày ngồi tâm. 70 xanh chị đào kim chung luôn. 70 đỏ còn cái. Đầu. Hai cái. 70 đỏ còn. Cho chị Ngọc Lan Nguyễn. Mấy chị ơi, mấy chị nào mà có người nhà đích sai ở đây đoan em có 61 lần. 90kg, 100kg đoan em 61 lần nha, là 122 đoan ngực 122 luôn á. Hết đang to nè, hàng xuất tiện luôn, 65 xeo. Ghi mã là áo ngang, thì em đang xeo 65 ngàn. Hàng này em xeo lỗ, 65 là xeo lỗ. Có hai cái luôn, mít sai nha, đoan em là tới 61 lần á, là bự dữ lắm. Này hồi lúc trước em bán có 70 ngàn luôn mấy chị. Cái nào? 90 mẹ ơi. 90 đang nhìn cho đỏ. Rồi theo em có lá xanh, cái này phải xin đồ niêm nha. Xin đồ niêm xịn lắm luôn á, cái này size XL luôn nè. Cũng xe 60, ghi mã
nay mà chị Phạm là em còn áo xanh á. Áo này mặc là dạng dạng ngang rốn và dạng rớt nha mấy chị. Nè có đầu co giãn luôn, ép đá luôn chị. Luôn đây thị có nha. Đẹp giả mang luôn. Form là từ 45 cho tới 60 kg mặc vừa luôn nha. Áo này nạp siêu co giãn luôn. Siêu áo này 45 ngàn nhưng mà là áo trắng. Áo trắng. Form lụa thầm ý theo phối nào cũng đẹp luôn. Áo này là bao đẹp cho mọi người luôn nè. Con bự nha. Áo mi rồi luôn nè mấy chị ơi. Con bự mét 6 là 62 kg, 100 lỗ xuống ok. Áo theo này sao 55 nè. Ghi dạ em mới 58 của chị Lâm Điền. Ghi mã 55, ghi mã 55. Chưa nào thấy mặt nó đơ hả? Dạ lạ đó. Áo lạ. Áo là mã 55 luôn, em sơ mi em còn. Lạ ha. Áo khoác, áo khoác cô tông. Khoác cô tông tiện nha, cái này mặc là bao mát luôn. Vô mùa mấy chị muốn khoác cho mặt nè. Mà mua dép leo nữa. Chị leo này đang hốt từ ừ. Khó thật, hàng chi con cũng ngồi làm y chang ta. Rồi túi rong bự cho bé luôn nè. Mã 55 luôn mấy chị ơi. Chắc cô tông nó mịn lắm nha, mà mặt mát mở size M. Mét 6, 5, 3, 5, 4 kg rồi. Rồi Lan Nguyễn chút ra tới gửi chị nha. Là gửi chưa? Rồi khoác số 80, ghi mã khoác giùm em. Nó còn mã 55. Áo hồng ngon xịn. Ép đá thêu nè, rất là sang luôn. Đẹp chưa? Có đồ có giãn mặt là bao mát luôn nha. Form của mình là 45kg chứ tới mét 6, 5, 7kg vừa. Áo hồng cong sẽ 70. Áo hồng cong sẽ 70 như mặc áo hồng cong. Mặc áo hồng cong 55 chị Thúy Lê nè. Áo hồng trẻ ra 10 tuổi. Trời ơi. Con trở ngoài đứng cười không chị ơi, nãy giờ luôn. Áo thùng thái khói. Thùng thái khói. Cái này bé của mình là 35, 38 khi mặc được nha. Người lớn là 50kg đổ xuống thôi. Áo này xe 45 đi. Xe 45 ghi mã là áo phối. Còn áo đen. Áo phối. Rồi áo hồng vân. Áo của chị Nhiên. Hồng con phải áo hồng cầm đi nha. Em còn áo phối. Áo này đẹp dữ lắm luôn nè. Thêu chìm. Áo này bữa em lai 8.000 cái hàng tận luôn. Rất là đẹp nha mấy chị. Phân của mình á là 1m6 là 62kg được số phù mà 48kg thì vẫn ok luôn nha. Áo hồng cầm này em sẽ sale cho mấy chị là 65.000 cái. Ghi mã là 65 rêu. Dạ mới làm tốt nha chị ơi, Trang Thùy. 65 rêu, 65 cam cho mẹ em. Dạ cảm ơn chị Trang Thùy. 65 rêu với 65 cam. Hàng này 65 rêu, 65 cam. Mấy cái này mời lắm thôi chị, mặc không có kén tủi nha. Chất mặt bao mát luôn, xịn lắm. Bây giờ em không ghét chị đúng không? Em làm giống chị. Tại khuôn mặt em á, cái khuôn mặt em nhỏ nhỏ em làm lên nhìn trẻ mà đẹp lắm. Cái mặt của em mới lên nhỏ nhỏ cho nên cắt lên nhìn cưng. 65 cam làm nha. Chị Tuyết Lan, 65 cam cho chị Quỳnh Ngọc Hiền. Cam còn cái nha. Ở này giống đứa nằm nhé. 65 cam cho chị luôn. Hết cam. Hết cam em còn riêu, em còn riêu. Rồi áo không? Em còn riêu với chị. Áo không thì đẹp nè. Thanh nè. Bé 35, 40kg mặc vừa. Người lớn mét 6, 53kg, 54kg luôn. Áo này sẽ 45 luôn ghi áo vàng. 45 luôn. Nó riêu còn cái nữa mấy chị ơi. Trời có xếp bộ luôn mấy chị. Rồi xếp bộ này hàng cao cấp nha. Bộ này bãi xịn lắm. Giặt máy thoải mái luôn. Nè. Bộ này size XL. Mét 6, 62kg bộ đùi. Bộ đùi em sale cho mình 50.000 nha. Ghi mã bộ đùi. Bộ đùi. Hoa phong thủy không? Lâm đẹp với lại chị Quỳnh Ngọc Hiền chị ơi. Siêu phẩm nữa nè. Hồng tông luôn. Ngực 86 hơi nhỏ mà chị ơi. Eo 62 giãn ra là được có 70 thôi. Hơi nhỏ nha. Chị nào tay nhỏ chốt này đồng hồng tông cao cấp. Chắc má bộ đùi cho em nha. Bộ đùi chị Trang Thùy nè. Phần dưới này đuôi cá này. Chị nào nhỏ người chốt mặt liền luôn. Eo dưới 70 là mặt đẹp lắm luôn ha. Rồi xéo đầm hồng công 100.000. Ui mấy cái mã đầm 100 đi. Tôi lỗ tè lè cho mấy chị luôn á. Chất bao đẹp luôn nha, dày mịn xịn lắm luôn. Đi đầm 100. Đầm 100, 65 riêu hết. Áo vàng thì tiền phạm. Trời ơi, áo này đẹp. Áo này mặc shop 300.000 nha. Giờ nhận hàng là thấy cái giá luôn nha, 300.000. Đầm 100 đi. Hàng shop. Ui hết rồi. Cái lon này là unisex, nó có hàng nữ mặc được luôn. Cái này nam nữ mặc được nhưng mà nữ mình thích thì nữ mặc luôn nha. Nữ mét 6, 53kg, còn nam thì size S. Đầm 100
Trang Thủy với Trang Thủy á. Không phải váy chị ơi, à đạp sao cho chị Lương Thương Lê Thị. Cái quần đi xem size 32. Ờ để em coi cho chính xác nha. Đây rồi. Cái áo em size 60 luôn nè mấy chị ơi. Đó đẹp lắm. Cái áo xám là đẹp luôn. Áo xám cho chị Thu Phương. Em 90 chắc size 36 nhưng mà size 36 eo 90, quần nam eo 90 nha. Size 90 nghe, quần nam eo 90, size 90. Ghi mã 90 giùm em. Trời ơi, đâu lòi ra vậy? Ừ, dần ghế sọ luôn túi nè mấy chị. Rồi quần nam cũng thôi luôn, cảm ơn mấy chị luôn nha, thôi mới. Sao không? Nếu mà chiều chốt quá mà trước 7 giờ mới đi được. Còn sau 7 giờ là hè có đi, ngày mai có đi, sáng mai có đi. Mà chị dần cũng nhanh mà. Ôi, cảm ơn mấy chị nha. Khoái. Mà chính hương đi. Quần nam chính hương kêu nguyện. Cái túi này mua bán nhiều vậy? 65. Quán 65 giờ sale mấy chị 55 nha. Cái túi này mới bình thường nha. Cái này nó có cái lỗ này nè, để mà mấy chị bỏ tai nghe hay là sạc pin đó, mấy chị sạc lắm chị dễ xài nè. Túi này nam nữ chứ xài được nha. Xe 55 ngàn chị lấy túi nha. Túi 55 giùm em đi. Túi này dễ xài lắm luôn. Đựng tiền, đựng điện thoại mà đựng chiếc ngực không ai giật luôn. Cái này mình đi á, mình mang đồ theo em loại lắm mà chắc của nó xài là bao xịn, giặt thoải mái luôn nha. Nếu mà giờ giặt sao giật được, cái này mà đeo vô dây có thể gia giảm được nè, xong rồi mặc áo khác này ở trong sao giật được, giật thì té người luôn chết người. Em một lần duy nhất trong đời bị giật ba lô. Trời ơi, nói thiệt sợ chớ nay đâu cũng hả, gì cũng phải bỏ vào trong người. Giờ lấy túi thì ghi túi nha, còn có mấy cái thì túi ha, mã 55 gì cũng được mấy chị ơi. Còn mấy cái à, áo thêu chắc phải lai nền thêu hình cái tre túi chị Nguyễn Phi, túi Diệu Thanh, túi còn ba cái đẹp khói cực đẹp, túi như túi còn hai cái nữa rồi. Áo này 1m6 là cỡ 60kg nha, từ 55 tới 60kg mặc áo này thoải mái luôn. Em xem áo thêu em có lấy phần 60.000 nha, nhưng mà áo thêu túi còn hai cái nè mấy chị. Phần khi sinh ra hết gì không? Nhóm túi Lê Nguyễn, túi còn đúng một cái. Túi chị hân luôn rồi hết. Túi em còn áo thiêu. Mấy chị, cái này á mình mặc lên sang lắm. Đặc biệt là chị nào to hãy mặc nha. Tại vì mình nhỏ mình mặc lên là nó sẽ rộng dữ lắm. Cái này là áo của Hàn Quốc. Áo của Hàn Quốc xịn luôn. Cái nút này là mình tháo gỡ ra được nha. Mình cài được nha mấy chị. Lê Nguyễn kèm số chị ơi. Lê Nguyễn lấy túi kèm số. Cái vải này mặc mát lắm. Cái cổ mà chả sẽ xéo qua á. Phần dưới đây nè. Đó. Cái mặt lên sang dữ lắm luôn, nhưng mà phải bự nha, chứ nhỏ là mặt nó rộng lắm. Con áo này là dành cho phụ nữ tay L, cái 62-63 kg. Cái ngực này là hơn 100 nha, 103 là 4 luôn á. Con này rất là sang nha, mà em xem mấy chị chỉ có 50.000 cái áo này thôi. Khi mã là áo 50 cho em nè. Áo 50 là em được 3 cái. Cái vải là bao xịn luôn. Vải bao xịn luôn. Có một cái màu đỏ đô nữa, khi mã là 50 đỏ luôn nha. Rồi Lê Nguyễn thấy số chị đẹp dữ lắm. Cái hàng này hàng cao cấp, mấy chị cứ yên tâm, phải xịn chất xịn bao đẹp luôn, mình xay XL sẽ bự 50 với lại 50 đỏ nha. 50 là cái đen, 50 đỏ là cái đỏ. Áo thêu chốt rồi. Áo 50 là cái màu đen chị Nguyễn Ngọc luôn. Áo 50 là màu đen, về nhà rồi nhận hàng xịn ơi là xịn luôn. Còn có mấy cái bác rẻ cho chị luôn á. Rồi đầm tấp tấp, bữa nay sale đầm rẻ về nhà luôn. Áo 50 chị Như Quỳnh, năm mươi đen chị Linh Thúy Phạm Thị, rồi em còn đúng một cái đỏ, còn đúng một cái đỏ luôn. Cái mã 50 đỏ chị Dương Quỳnh rồi em hết. Cái này ngược 88-72 đổ xuống nha mấy chị, phải lụa tơ cầm hết rồi, tơ cầm cao cấp. Sao nè, chất bao xịn luôn nha, chất bao xịn. Túi hết rồi con, túi hết, lụa tơ cầm hai lớp luôn. Cái này em xem 75.000 đồng cho mấy chị luôn, bao sóc luôn, bao lỗ luôn. Khi mã đồng 75 bao đẹp luôn. Ghi mã đầm 75 bao hai cái thì mới chị luôn nè. Cái này là lụa lại lắm, tóc rất là xuống luôn. Bên đây là tối chốt gì vậy? Tối chốt. Ủa mã 75 đi mấy chị. Ủa em còn cái túi này nè. Túi này là mình túi bao tử mấy chị, cũng cho 55 luôn. 75 cho Ngải Nguyễn, 75 em còn cái nữa. Túi này túi bao tử mà muốn đeo chéo thì mình lấy cái dây giả là mình đeo chéo còn dài. Cái nữa. Còn nếu mà mấy chị đeo bán thì mấy chị đeo bao tử luôn. Cái này nó có ngăn được điện thoại nè, ngăn được dạ, sổ sách, đựng tiền chẳng, tiền lẻ luôn. Dạ đúng rồi chị, em mới bữa nay mới đi ngoài. Nè, ghi mã bao tử cho em nha. Cái này mã bao tử muốn đeo chéo thì mình
Cái này nằm trong lô 54 bữa nè. Ngược 9274 nha, mặt dày hoặc là bẹt phai ra xíu được luôn. Dạ Nguyễn, em mới chốt cho chị luôn, có gì dồn đơn nha. Phải bao đẹp. Mấy chị ơi, mấy chị đang mua thì mấy chị để vô ổng làm gửi nha. Chứ bây giờ vừa like chị lựa rồi gửi cũng được. Tầm bi này em xả lỗ với chị 70.000, ghi mã 70, ghi mã 70. Ui, em ngủ thì sợ luôn. Sợ. Cảm ơn mấy chị nha. Rồi len, bữa nay sale len lỗ rồi mã 70 luôn. Len này sale bữa sale sát nút là 60.000 đúng không? Là sale lỗ lắm luôn á. Bảy hàng này á là được trước là bán 101. Xong cái đợt sau là nhập về giá cũng mềm hơn xíu, nó bán 80. 70 cho chị Nguyễn Ngọc Lưu Ly. Cái bây giờ là sale 60, bây giờ xuống 55 luôn, xuống 55.000 luôn. Xuống lỗ luôn á. Cái này là len 3 sao mà không mát không ăn tiền, len này mặt mát lắm. Từ 46 cho tới là mấy 60 ký luôn. Khi mã len hồng cho em. Bữa nay là bán hết cấp nè, len hồng được 2 cái cho mấy nàng luôn nè. Đẹp dữ lắm luôn. 55 bán lỗ rồi, xuống 10.000. Mất riêng hết à? Dạ mất riêng hết sạch. Giờ anh còn đồ bộ hồi tối á, đồ bộ gì ta? Bộ len hồng trên trần thiên bộ tâm thái á. Len hồng thái hay bán lụa gì là nóng hết nha mấy chị. Nóng hết. Len hồng còn cái nữa. Len hồng còn cái nè mấy chị. Áo ngực nha mấy chị, cái này áo ngực su nha. Có không hơi nè, có bàn tay nâng ngực luôn. Em còn sót lại nên sale rẻ mấy chị luôn. Vừa bán 50.000 đúng không? Bây giờ bán 45.000. Bán gì cũng lời ít lắm. Rồi ghi 38 đỏ giùm em nha. Áo ngực này xài hê lắm, em cũng đang xài cái loại này luôn. Ghi mã 38 đỏ. 38 đỏ. Rồi 38 hồng luôn, sao 38 trên 85 nha mấy chị. 38 trên 85, chị nào mặc 38. 38 hồng với 38 đỏ. Xe 45.000. Lên hồng cho thu hồng. Còn kè màu Khánh Dương, kè màu ấy. Ủa 8 hết luôn, 38. Ừ, 38 hết. Ủa quần riêng này đẹp quá rồi luôn chị ơi. 38 đỏ chị Nguyễn Ngọc Lưu Ly. Quần riêng này là quần riêng tỏ nha. Chú ý cho mẹ em, quần riêng em đang cầm là quần riêng nữ. Có độ co giãn, chất riêng này là chất giống như quần yô. Chắc nó xịn như thế nha. Hết màu. Nè mấy cái hàng này mấy chị nào mà có hay đi nước ngoài nha, người ta gửi về cho mấy cái quần riêng nhập ở nước ngoài là chất y chang ở nước ngoài luôn nha. Tại vì em cũng có sống ở nước ngoài thời gian nên em biết cái nữa cho chị. Mấy cái hàng nhập đỏ, cái quần riêng 2 triệu còn mấy đỏ nữa. Cái quần riêng 2 triệu mấy, cái quần này chất nó y chang nhau, không có gì khác hết trơn á. Y vậy luôn. Cái này quần nữ nha, em đang cầm cái size này size 35. Quần nữ size 35 nè. Đỏ em chị Nguyễn ơi. Quần này bữa em bán 108 dành sale mấy chị, giá là 155.000. 155.000 ghi mã quần 35, size 35. Chất bao tiền luôn á. Bữa em bán mấy cái lô này là còn có lại có vài cái size 35, size 36 gì á. Rồi, size 33 cũng theo 155.000 luôn. Ghi mã quần 33, ai đúng size chốt liền. Chất 35 với 33. Chất bao tiền. Nguyễn Hay có chứ em. Rồi. Chị đi quá sợ luôn. Rồi. Xếp bộ thể thao. Xếp bộ thể thao giống bộ em mặc á. Đây, cổ tim nha, cái này là cổ tim. Tối nè. Con này là mấy 662 kg, tức là mặt bò 4748 kg, mặt bò y chang như em đang mặc luôn nha. Nè, bộ này bữa em like là 130. Em muốn quần 33 đó chị Nguyễn Thanh Phong. Bữa em like là 130, giờ em sao cho mấy chị 101 luôn. Ghi mã bộ 101. Có bộ quần 35 của Như Như. Em còn cái 33 nha. Rồi mấy chị nào mà có bé trai sẵn này cho bé nè, chị nào mà có bé size nhỏ mua để dành cũng được nha. Nguyên một cái set vest luôn, chất đẹp thì lắm, ai cũng kỹ nè. Cái quần có thun ở xa cho bé dễ chịu á. Áo vest mà chị nhìn nè, là có lót luôn nha, hàng hai lớp chất xị luôn. Có màu này thôi. Còn quần size 33 này là phấn mẻ nha. Bộ 101 chị Nguyễn Hồng Vân. Em cái set vest em xem với chị 50.000 xem. Như Như chị lấy hai quần luôn hay sao chị ơi? Như Như. Ghi mã là set số 3 giùm em nha, 50.000 set. Số 2, số 1. Nhưng mà cái phần của số 1 12 kg mặc vô luôn nha, con bự lắm. Set vest kèm set kèm size 1 2 3. Set 1 kèm set kèm size nha. Chị Nguyễn Ngọc luôn đi, chị kèm size cho bé được không? Được, bé phải size. Size được 2 set 1 12. Rồi số 1. Số 2. Mắt kiến đẹp lắm em. Dạ ok, cảm ơn chị nha. Dạ xin bé có 3 size, set 3 chị Gia Bảo nè. 3 được 2 set. Set 2 cho Nguyễn Tám Liên.
ba con nữa. Ok, em kèm cho em chị ơi. Chị ghi xếp bé là em không biết lấy gì cho bé. Rồi áo không? Nha, 2 với 3, hết 3. Áo không mít cây này nằm ở trong cái lô mò kia đó chị. Ghi cái size vô. Được, 14kg thoải mái luôn. 15kg mặc số 3 cũng vừa nữa. Tại phòng không chị thi thi luôn nè. Em còn cái 1 nha, em còn cái 1 đó. Áo này nằm trong cái lô Hồng Kông 80.000. Nhưng mà bữa nay sale. Lý do bữa nay không bị cái thì bán luôn cho xong. Em còn xếp Nguyễn Ngọc luôn đi rồi. Thứ 2, em hết thứ 2 rồi chị ơi. Giờ sao? Hết thứ 2 luôn rồi. Em đưa lên nó xin lấy thứ 3 luôn nha. Thứ 2 rồi cái áo này. Dạ, một quần thôi. Vậy chị Dương Dương chị lấy quần nào chị ơi? Em thấy chị 35 với lại 33. Rồi rồi áo này em sale cho mấy chị giá là 60 ngàn nha. Ghi mã áo 60. Ghi mã áo 60. Áo 60 nha. Thứ 2 hết luôn rồi. Rồi đầm trong lô đầm nhật. Có thun, có vẻ, phải lụa 2 lớp luôn, 2 lớp xịn luôn. Xét còn số 1 với chị, 10kg thì 2kg số 1 mà ok hết 8kg không được luôn. Số 1 nha. Quần có thun, có vẻ. Cái đầm này ngực 92. Eo của mình là 72 đổ lại mặt bùa nha. Thấy chưa? Eo 72 đổ lại mặt bùa, chắc em bao đẹp luôn. Còn số 1 mà mấy chị, rồi trên mặt là xanh mờ. Trên mặt là xanh mờ, mặt nhẹ và đẹp phai. Nó phối nè, giống như đồng viên vậy, xịn sò luôn. Rồi đầm nó cắt luôn. Có nha Nguyễn Ngọc luôn đi. Đó. Đầm này chắc phải xịn lắm. Phần dưới có đèo vô nữa nè. Chắc bao đẹp luôn. Size XL nha. Size XL mấy 65kg ok luôn. Cái đầm này nè. Có 5kg vừa hết luôn. 60kg bao đẹp luôn. Đầm phải đầm sao? Đầm hoa này sang 85.000 nha. Ghi mã đầm 85 được 2 cái. Đầm 85. Đầm 75 đi mấy chị. Cái đầm 85 luôn. Chị không lấy số 35 đúng không? Em còn có hoodie số 35 nha. Áo theo Hồng Kông. Áo theo Hồng Kông. Đầm hoa là chị cầm thế ngay. Chốt nước mảng cho em đi. Là đầm 85 đấy chị. Đầm hoa là đầm 85 á chị, tròn thiên nga chứ không phải. Cái sơ mi này là ngực 106 trở lại cho nên là có 60 số 5, cái độ số là vừa hết cho mấy chị. Âm su nè. Có Nguyễn Huy có, cái mẫu em còn á chị nào lấy luôn đi. 90 ngàn sao 70 ngàn nha. Sao 70 ngàn cho mấy chị luôn, đọc những lý nè. Chị nào lấy ghi mã sơ mi giùm em. Dạ mới cắt mấy chị. Ghi mã sơ mi. Em chưa gửi đồ rồi. Nói cho mày gửi đồ cho chị Mai Nguyễn nha. Ghi mã sơ mi giùm em nha. Còn 3 cái nha, cho 70 ngàn cho mèo công rồi. Sơ mi còn 3 cái. Nhớ đó nha. Chị Trần Thiên Nga nè. Rồi nay là em sẽ tặng quà cho chị nào chia sẻ nhiều nhất. Đó là em còn cái nữa nha, đầm 75. Đầm u mì. U mì. Tâm y Trần Thiên Nga luôn. Ngực 98. Eo còn 68 giảm ra 80. Eo 68 giảm ra 80. Cái này cổ của mình là nó có đứng ngọc trai nè. Tâm y Nhân Nhân. Trên, còn cái nữa. Trên mạng size L nhưng mà cái form của nó là size 65 chứ đậm bùa luôn nha chị. Tại vì cái hàng này á là cái size hàng Hồng Kông nhập á, cho nên là mình không có tính theo cái size được nha. Mình tính theo là mình đo thôi. Ngực có 103 rồi. Mặt cũng phân xu được luôn nha. Rồi cái đầm này sale cho mấy chị giá là 100.000 luôn. Đầm u mì xịn nè. Đợt rất là 106 luôn á. Ghi mã đầm xanh. Ghi mã đầm xanh. Sơ mi đen có độ vai chỉnh hàng xốp xịn nha. Hàng xốp xịn luôn. Nhiều cái mình phải đo nha, tại vì cái size của nó không chuẩn mà mình phải đo. Đo ngang được 50 nè, em mà size L thì mình phải 65-68kg nè, có độ dẻo. Áo sơ mi nam size 65.000. Ghi mã sơ mi nam. Sơ mi nam đây vào cái đầm xanh nha. Chân váy. Chân váy này bao đẹp luôn. Chắc xịn dữ lắm. Giờ hết lại mấy đồ này nè mấy chị. Sale cho váy này 55.000. Chị nào lấy ghi mã trang váy nha. Ơi, chị Lâm đẹp. Em có 8 đổ xuống. Sale 55.000 luôn. Chắc bao đẹp luôn ha. Chị ơi chị luôn. Còn đầm xanh. Ghi mã trang váy.
theo thì sữa nam chưa không chị luôn. Có xẻ vai, có xẻ vai, có cái nơ nha, có cái đeo váy nam nam luôn, có theo theo trực tiếp luôn, theo hoa một công anh nói chị. Form 1m65kg nhưng ngực cỡ 94-95 không? À, sale cho mình là 50.000 luôn đi. Bữa nay em sale cái mẫu này cho mấy chị 50.000 luôn. Ghi mã 50 kèm màu 50 tím với là 50 đỏ. Đỏ này đỏ đất nha. 50 tím, 50 đỏ, 50 xanh đen. 50 tím, 50 đỏ, 50 xanh đen nha. Hàng này là hàng em collection chất xịn giả men luôn. Nhưng mà bữa nay sale đậm luôn. Đẹp. 50 tím cho quần mặt thì xanh với lại đỏ luôn mấy chị, màu đỏ đất, đỏ ngói rất là đẹp nha. Tranh thủ mua đi, lâu lâu mới sao đậm vậy luôn. Đó, màu đỏ đất 50 kèm màu đẹp chị. Những chị muốn liền là khỏi cần suy nghĩ. Vải đẹp, theo theo gọi là tảo luôn á. Dạ đúng rồi chị Út Hương. Đúng rồi nữa. Rồi áo hồng công. Áo hồng công chị Trần Thiên Nga. Đúng không, chấm bi. Áo này mặc dài mặc bẹt ra nha. Nó đỏ luôn, luôn. Tím còn, xanh đen còn luôn. Hơn 45 cho tới 60kg nha. Trời ơi, nữa hả, cảm ơn mấy chị nha. Nãy vô hàng khoái quá à. Dài gọi là bẹt ra nè. Đỏ, Nguyễn Thanh Xuân. Em còn màu đủ màu, mấy chị chốt đi. Áo chấm bi, áo chấm bi này em sẽ sell sắp cho mấy chị luôn là 45. Đỏ, ghi mã bi trắng, 45 sell luôn. Sell, cực kỳ sắp luôn, 45. Áo 50 còn xanh đen tím nha. Rồi, đầm hồng công siêu phẩm luôn. Đầm này mạc sớm là có giá luôn là 501 nè. Bây giờ săn sale luôn chị. Mã 45 luôn đi. Quá trời tiền luôn. Em mua tím cho chị bao rút nè. Tím em còn, rút một cái, sơ đen còn nha. Cái đầm này ngực trắng tròn kia nha. Ngực 102, eo 84 nó lại nha, dây kéo bên hông. Ngực 102, eo 84 nó lại. Dây kéo bánh hồng cực kỳ sang luôn, đặt hồng công nhân theo 130 nè. Giờ lấy đặt hồng công như 730 liền luôn, bao tiền luôn. Chắc đẹp chị lắm, mặt top 501 luôn nha. Đi mã 130 hết đỏ. Rồi áo khoác. Áo khoác này vậy thôi chứ mấy chị mà mặc. Trời ơi, hai mẹ con đi cắt tóc đi chang nhau luôn. Ngọc Ngọc đi chứ anh Kim không chịu đi. Phía trong là cái này dù nhẹ nha mấy chị, không phải làm vậy thôi. Chứ mặt phao không có nâu gì nha. Chứ không phải là giả phao nữa, này là kiểu giả phao chứ không phải phao. Phía sau nè. Mé 653 kiểu loại đặc phụ khác này nha, sale 55.000. Ghi mã phát vàng. Có cái màu. Rồi mẫu này mẫu khác nha, bé mặc được luôn. Bé mặc được luôn, cái này là không phải phao nha, giả. Phía sau. Bé 35-40kg mà được hết. Dạng giống như khách dù vậy. Dù bi 45 của chị nào cái khoác này bé từ 35-40kg mà được, khoác vàng người lớn bé 6-53kg nha, cũng sale cho mình 55 luôn. Ghi mã giùm em là mã số 1. Mã số 1, số 1 được 2 cái. Bộ bé, cái logo siêu nhân nữa chị. Bộ bé đi hàng Quảng Châu theo luôn, bộ này 45.000 chị luôn. Lại, chốt bộ kèm size giùm em nha, bộ size 6 nè. Size 6 mình size 120 á. Ủa size 5 nha, size 5, này size 5 là cho mấy sao. Size 5 size 6 nha, có hai size. Size 5 với size 6. Size 5 với size 6 nha mấy chị ơi, chị nào bán chốt mã là bộ kèm size nha. Các bạn chị Thu Hường. Em còn cái này mã 1. Chốt khóa kèm size nha, size 5 với size 6. Chị khóa từng bộ. Ủa bộ kèm size bà nội ơi. Bộ kèm size. Mã 1 chị nhân lên. Rồi có chị nào mà chị nào mà người nhà bất size không? Sao quần để phụ và bán lên này có sao 40. Bộ bé số 5 cho chị Thu Phương luôn. Khóa đi hết rồi chị ơi, sạch sẽ. Mã 1 em còn cái nha. Eo 104. 5 còn 5. 5 cho chị Thùy Linh Lê. Cái quần này em là eo tới 104 lận là em chắc 90kg hả? Em còn size 6 nữa nha. Thôi em sao rẻ mấy chị, lý do là nó lỗ nhập nhiều tăng hơn. Giờ sale 6 cho chị 70.000 luôn.
chị nào có ngôi nhà bự á thì lấy giùm em đi, đi mã 70. Chứ bây giờ con lẽ lẽ lại mắm bự chà bá cũng biết làm gì được. Ai có người nhà bự vô mốt giùm em. Rồi, quần riêng màu đen. Quần riêng màu đen này là của em nha. Quần riêng màu đen này của em. Size 33. Size 6 thì chị tông lăng, tông lăng trên số rồi chị ơi. Nam hay nữ để em coi được nha. Nữ mà chị ơi, quần riêng nữ. Không ai đi thật luôn. Quần riêng đen này là của nữ nha, không phải nam nha, của nữ nha, size 33 nè. Size 33, sale 155.000, cái lô 180. Em còn có 70 kìa mấy chị. Dạ cảm ơn chị Phạm Liên nha. Chào lấy quần này như mã đen 33 giùm em. 35 cho số. Đen 33 sale 155. Chị cũng ra đem đơn chị ơi, đem đơn thôi. Lý lộn cho em số thì ra đơn. Cho số thì ra đơn, có ra mã cái hàng của chị á. Còn chốt hàng là chị dồn chung. Con Lam, con Lam cái hàng không? Ở xuống đây thật không có quần 6 nha, hết quần 6 rồi. Em còn quần 70 mấy chị. Rồi dạ hội Vi Nguyễn xịn luôn. Dạ hội nặng. Nặng trịch. Ngực 90-92. Eo 74 nha. Rất là sang. Dạ hội này chị nào nhận hàng biết nặng 850g luôn. Cần đăng ký. Dạ hội 55 chứ lại nha. Eo 74 thực phú ok nè. Dạ hội này em sale cho mấy chị giá là 160. Chị nào đến dạ hội thì phải dạ hội. Không, cái quần riêng này của nữ thôi nè. Có ba cái số đó chị đẹp. Hai cái. Dạ đúng rồi chị. Hai cái Tinh Hoa Nguyễn. Chị bán 160 nó dạ hội luôn. Cảm ơn chị nha. Khoái quá trời, bây giờ không khoái gì đâu. Quần sọc riêng nữ size 26 CS nha. Sọc riêng nữ là có túi bên hông luôn. Rất đẹp tuyệt vời luôn. Sọc đen nữ, sale quần sọc với chị 45.000, ghi mã là quần 26. Quần 26. Dạ hội lụa tơ tằm luôn đi, dạ hội còn cái nữa nè mấy chị. Lụa tơ tằm xịn luôn. Áo hồng cong, tay phối ren nè, rất đẹp nha. Áo này mới 6, 53, 54 kg, sale 55.000, ghi mã áo lụa. Áo lụa sale 55. Quần sọc chứ không quần sọc như chị Khánh Dương. Quần sọc cũng được chị má. 86 đúng rồi. Sao Khánh Như. Thôi. Có đầm theo hồng cao xịn luôn. Đầm theo. Có nhà nó còn cái nè mấy chị. Cái này là 60kg đổ xuống bồ nha. Eo 40. Ồ eo 60 cũng được nè. Chị rút lại. Đó tay mà lê lê nó có. Đó chị Phương Lâm. Có theo. Dạ hội eo 74 đổ lại chị. Còn 92. Vừa lấy thùng em đi. Cái đầm này xe 80. Đầm theo hồng cao xe 80. Ghi mã đầm vàng. Ghi mã đầm vàng. Dạ không chị ơi, cái dạ hội chưa mỹ thường cái eo nó có 74. Nó mai có còn còn vậy. Thôi dạ hội nó mới chịu lấy tí chấm luôn á. Tịnh là ai nhận hàng rồi tịnh không? Ở ngoài shop tôi bán thì triệu á. Tăng teo hay không? Hai em nhỏ. Ủa chờ 35 á chị ơi, còn đó cho em số đi chị ơi. Tổng là mình gửi chung hay là nhận chung thì cũng không có số á. Không có em bán chị không đi thật nha. Ngực 94. Eo 80. Gâm này ngực 94 eo 80 nha, dâm xịn lắm. Ý như hình người mẫu nó vàng 80. Nhưng mà người mẫu mặc trắng bi, còn cái này là màu. Có nhiều cục eo cho nên là em nhỏ vẫn được nha. Eo 80 mặc bồ mà eo 60 mặc cũng được luôn. Cái gâm này xem mới chị 85.000 nè, dâm thiết kế luôn. Ghi mã gâm 85. Cậu làm đẹp dữ không? Rồi nhìn chất nha, chất này rất là xịn luôn. Nè, gâm 85. Chất này chị nào mua ngoài shop là biết giá 450 là rẻ. Áo thun nam hết sạch sẽ. Quần riêng thun em còn nhưng mà chị lấy xe gì chị chi thun xe. Quần riêng thun á hả? À tưởng rồi áo nam. Quần riêng thun để hồi lưu lại cho coi nha. Dâm với chị Nguyễn Ngọc lưu ly. Còn cái đầm vàng á. Còn cái đầm vàng theo 80.000. Ngực 100, cái đầm này ngực 100. Eo 84 đổ xuống, 60kg đổ xuống vừa. Đầm này em sale 101 nha, chịu lấy đầm ghi bản 101 chất em bao đẹp luôn. Chị Tông Lâm cho tớ mở hàng rồi nha. Lấy cho chị Thuy Hạnh đó. Chứ còn đâu nha. Áo đầm xanh. Phía trong á, phía trong là nó có dây. Món chị Trần Thiên Nga. Phía trong nó có dây cầm nhìn nha mấy chị. Phía trong
chỉ đang trong nó có tăng đơn luôn. Thằng trong có năm vàng nè, phải tái không? Con lấy cho con anh đi học đi. Con anh đi học chỉ có bộ bé số 6 nha. Ngực 100, cái đầm này gần 100 nha, đầm có nha. Eo 72, giả là 80. Eo 72 giả là 80, để đợi em nhận kéo nhảy lên. Biết sao cài dây kéo, chúng ta phải đi kéo nha. Mặt lên là cái này đứng à. Đó, phân vào đây. Tiệm giao luôn. Rồi cái đầm này em sẽ cắt tóc rồi. Em mới cắt tóc. Thì cũng mới cắt tóc. Sao trong mốt luôn, vậy mà đâm phối. Cái đầm này chắc không đẹp hơn tiền nhận hẹn, chắc không đẹp mấy tiền luôn. Cầm lên cái đầm đại vậy đâu. Trời ơi, đây nói khi nào từ hồi trưa rồi tôi được khen không bà. Quá quá trời. Cái đầm Vi Nguyễn thôi nha, cái đầm này là kết cường cái pha lê nè. Đó, rất là tiện luôn nha mấy chị, có mút ngực luôn. Cái đầm có mút ngực luôn. Lưới này là hai lớp chứ không phải một lớp nha, mà hai lớp luôn. Đó, khi mà mặc vô là cái tay nó cũng có cái độ nhúng nhúng phòng phòng nè. Cái tay này là cũng nhúng nhúng phòng phòng, rất là tương luôn. Chắc u mì nha, cầm cái đầm này khá là nặng tay. Tu ma đi hạch ok rồi em. Ok. Ngực được 92. Eo 70, giảm ra 80 luôn. 55, 57 tí nha. Trong luôn 165, giờ em xem 101 cho mấy chị luôn. Giá này là giá bất chấp rồi, ghi mã là đậm xanh. Đậm xanh. Đậm xanh luôn. Sơ mi nam. Bữa nay được hẹn nhiều xem uống góp luôn. Rồi sơ mi nam nha mấy chị, sơ mi nam. Đậm xanh đi mấy chị. Hàng xốp xịn nha. Cái này mua đi tiệc, mặc đi tiệc. Đi đâu cũng sang hết trơn, nó chắc phải là bao tiền luôn. Tại vì đa phần em nhập hàng nam là hàng xốp luôn rồi. Đơn nghe được 50-51. Chị lên bằng wifi 4G mà không bị mờ. Wifi em 4G sao lại em. 4G wifi của chị là cước là 880 tháng. Cái loại mà cao nhất đó, cái loại mà trả phí cao nhất đó, nó mới mạnh. Áo này đơn nghe được 50-51 này, mấy 7-65-68 ký nha. Sao với chị thẳng luôn 50.000. Ghi mã là áo nam. Mã là áo nam. Giống cái sai rồi. Áo nam có một cái nha mấy chị. Áo nam. Áo nam luôn. Cái sai mà đâu nghe 50-51 á, mã là áo nam. Đi đâu săn được cái sơ mi xịn về mà giá 50.000. Không thể nha. Rồi sai nhỏ hơn luôn. Áo nam có một cái. Áo nam chụp Phạm Vô. Đoan em 45. Cái này đoan em 45, nam nhỏ nha, nam dưới 50kg nha, đoan em 45 nè. Mấy chị ghi mã là nam nhỏ rồi em nha. Nam nhỏ. Khi mà nam nhỏ đâu ngang có 45 thôi, nam xé á, xe nhỏ nha, dưới 50kg. Nam nhỏ, chất không đẹp không ăn tiền luôn cái hàng này á, trong lô hàng xóm tiệm phải rất là đẹp. Rồi đo ngang 47, đo ngang 47 khi mã 47 giùm em nha. Nam của mình là cỡ 60kg đổ xuống, 50 nhỏ thì sắp xuy. Khi mã 47 là đo ngang 47, đo ngang 47. Còn cái đâu nghe 47, mã 47 luôn đi. Phát phép 47 cho chị Tú Ngầm. 47 em còn cái nữa. Phát phép màu trắng nha, chỗ này có cá nha mấy chị. Phía sau nè, phát phép này size nhỏ nha, dưới 50kg. Phát phép size nhỏ dưới 50kg nè, sale mấy chị phát phép 60.000. Ghi mã là phát trắng giùm em nha, phát trắng. Phát trắng, 47 em còn cái nữa. Kiểu như không giữ. Rồi vải cũng đẹp vậy lắm luôn mấy chị ơi, mét 6-58 kg nha. Có kiểu gì nè. Mặt dày ở phía sau có nhỏ mấy chị. Mai kiểu nó phân. Nam nhỏ nè, còn hai cái. Nam nhỏ cho đổ hồng. Rồi sơ mi sọc này em sale 55.000 nha, ghi mã sọc. Ghi mã sọc em sale có 55.000 thôi. Còn khoác vest nha. Cũng phải với Kỳ Bảo luôn, khoác cái cho Phương Vũ. Còn cái nam nhỏ, còn một cái nam nhỏ. Rồi năm nay bãi đuổi xịn luôn. Đo nghe ngực được 102. Còn cái nam nhỏ này mấy chị. Eo 82-83. Sao chị coi đại gia hồi. Ơi còn mới còn phải đợi xíu. Có túi, năm nay sẽ 85.000. Ghi mã đầm 85. Đầm bãi đuổi xịn luôn. Mã 6 sọc cho chị Anh Chi. Đầm 85.
Rồi túi luôn hả? Rồi ok, bữa nay với chị Hồi săn túi nha. Gần Tết là có chương trình khuyến mãi chứ gì. Hỏi khuyến mãi rồi chị luôn, khuyến môn luôn. Tết là đẩy hàng để kiếm tiền đi, chơi Tết bây giờ không cần. Bây giờ kiếm tiền trả nợ thôi. Đó, cái này là hàng Quảng Châu chất bao xị luôn. Cái lô này em la là 130 ngàn. Lô này là giá là em la là 130 ngàn. 125 chứ, 125 ngàn. Nhưng mà bây giờ em còn rất là ít, cho nên là em xả cho mấy chị nha. Giá là 95 ngàn một túi. 95 ngàn một túi. Giá này là không đi đâu săn đồ hết, bảo đảm, tại vì nhập sĩ không được. Giao hàng không được. Nhập sĩ cũng không được. Ghi đúng mã túi đen giùm em. Túi đen hàng Quảng Châu chắc xịn dữ lắm luôn. Túi đen nha, hàng này không có số lượng, tất cả đều còn có không? Còn có một hai cái gì à? Là không có túi đâu mấy chị ơi. Chốt mã liền giùm em. Túi đen 585 có một cái à. 95, túi đen 95. Túi đen cớp ngọc trai. Cớp ngọc trai. Cái này đi tiệm ha, màu đồng nè. Màu đồng tiệm 95 luôn. Không coi giảng nha. Hàng đó không coi giảng. Phía trong nè, túi đen Nguyễn Tấn Liêm. Cái cớp này em sale cho mấy chị 105 nha. Túi sale tặng á. Lấy cái cớp đi tiệm này em sale 105 nha. Ghi mã 105. Cái này là ngọc trai không á. Ghi mã 105 lên cớp. Nhớ nha em, chị cắt mở nè. Kéo về phía người mình. Kéo về phía người mình nè. Đẩy về phía người mình nha. Nè cái này là ghi mã túi 105. Về nhà biết cách xài nha. Chứ để em nè. Kéo về phía vô người mình. Túi có cho Nguyễn Ngọc luôn ly. Đẩy, đẩy, đẩy về phía phía bà trơn nha. Màu cà phê. Ở trong là đồ nạ nha. Ở trong này là giả da cá sấu. Giả da cá sấu. Túi này em cài lên. Da này á mấy chị xài xịn lắm. Còn cái dây này là bao bền luôn ha. Rồi túi này ghi mã là túi phối giùm em 95 xeo ớt. Em còn mấy cái à, em còn rất là ít nha. Cho nên mấy chị sang đi. Chị ơi em biết đặt. Túi phối một cái một. Túi phối. Trong ra bán túi mà giá 95 ngàn. Cái nào mà dưới 100 ngàn không đi đâu bán được hết á. Không đi đâu mua được. Sơ mi nam túi ngọc xả ra. Mấy chị nên nhớ là khi mà hôm nay em không có mấy chị đừng có tính cho em cái đoạn qua giảng nha. Tính cái đoạn qua giảng ra là chắc chắn không vừa nha. Em còn cái túi 7 này chị nè, hồi nãy chứ túi 7 không được ta. Túi này ghi mã túi nâu giùm em nha. Đừng có túi nâu. Túi này ghi mã túi nâu là giùm em nha. Túi nâu. Em còn cái áo 47 nha. Phải ghi túi cà phê hay gì? Túi túi cà phê. Túi nào? À, dạ không bé chị. Túi túi đeo ở sao như giống trong cái đó nha. Cái này năm mới vừa qua. Đúng không? Có. Có chị. Túi túi đeo phía sau có cái nè. Túi có chị Hương Lê Thị nè. Túi em túi đeo giống nào sao có cái này. Có dây luôn nha chị. Chị Huỳnh Ngọc Hiệp lấy ok. Túi phói xương lưu thị luôn. Rồi cớp. Túi nào? Cớp ngọc trai màu đen. Chị nào lấy ghi mã cớp đen. Ủa này túi đáng. Không, đang đâu. Cớp đen, cớp đen. Cớp đen cũng có dây luôn. 105 túi đen. Túi nào? Huỳnh Ngọc Hiệp lấy ok em đây. Ngọc trai không rồi trời túi ơi. Túi nào xương lưu thị, xương lưu thị. Xương lưu thị 2 cái nha. Ai mà săn nó ra ngoài shop mua mấy cái túi này em xin 95 ngàn là phải 250 nha. Ok, Quỳnh Hiệp lấy nè. Túi cái này, cái này, cái này ghi mã là cái gì ta? Cớp đen, cớp đen. Cớp đen. Cớp đen. Rồi cái này là cớp đồng. Cớp đen, cớp đồng. Cớp đồng nha. Hình cái lá. Trời ơi, cái này đi tiệc hay cầm. Cớp, cớp. Trời ơi, đổi chị. Giờ em lấy chị nha, chứ giờ em cũng biết chị là đâu chứ đổi. Nó vô là túi ngọc xả lấy cho chị đổ hồng nè, đổ hồng nè, túi. Rồi đổ hồng xả cái hấu nhỏ. Góp đen cho chị Trần Thiên Nga. Cái này chốt hàng đó chị dặn Nhiên Nhiên bỏ ra nha. Chứ giờ em quăng vô bao rồi, rối. Nó còn góp đồng á. Dạ hỏi nè chị. Chị ơi lên đi cầm. Ngược 92 yêu 74 xe 160
táo. Dạ họ Như Nguyễn. Còn có đồng. Cái đồng này là 850 gram. Có đồng hơn hơn. Đó chị nào lấy thì chốt luôn. Dạ họ 160 nha, chị nào lấy thì mang cho họ cho em luôn. Trời ơi ai thích áo phông rộng mặc với quần ngố nè, sạch thủ. Phong Thái xịt nha. Phong Thái xịt luôn. Rồi em đổi gì chị á? Biết rồi chị, biết rồi. Thì em nói chưa là xả cái áo nam trắng với xe nhỏ. Rồi áo này 65 chứ lại mặc cùa luôn. Em sang 55 ngàn. Ghi mã áo 55. Em bị cảm lấy gì chị ơi? Lấy dạ hội. Mặc cái nhớ nữa. Rồi áo bức cây phó. Áo bức cây phó. Bóp nâu còn không bóp nâu là nào ta? Đây nè. Cái nè. Nói chuyện tôi. Làm kim trình. Rồi 60kg đổ xuống bất kỳ xa 55 luôn. Ghi mã giùm em là áo phối. Áo phối. Áo phối luôn. Trời ơi đâu lại ra áo phông dài vậy. Kiếm chết luôn vậy. Rồi xịn nữa nè. Xịn dữ lắm. Không có đi săn đâu mà được giá 55 ngàn nữa mấy nàng ơi. Form 63kg lại mặt phù luôn. Ghi mã áo trắng nha, 55 sale luôn. Tranh thủ mấy chị. Bữa nay chia sẻ được nhiêu lượt à? Mừng quá. Chia sẻ được nhiêu lượt rồi mấy nè? 593 rồi. Không ăn áo phối đâu chị, tan thời. Không ăn tối qua. Tối qua ngon lành dễ sợ luôn. Nhớ nha, quà tặng phía sau lưng em nha. Chân váy đâu nghe được rồi 70. Eo 70 đổ xuống nè, màu đỏ đô. Chân váy không sở nha. Chân váy không sở, còn bút chì cực kỳ xịn luôn. Theo cho mình giá là 55 ngàn. Nghe mã chân váy nè. Cái này có cái túi này nè, gì lắm. Không có biết tiền hả? Nghe mã liền luôn. Áo trắng xuống chưa? Đúng rồi. Ủa? Áo trắng chưa cho chị Thu Xuân. Vậy là còn cáo xanh chữ. Cáo xanh chữ là cái chữ in nha, chứ không phải là chữ dán nha mấy chị. Cáo này nè, ở phía sau của nó là màu xanh. Cáo này đẹp dữ lắm. Khoảng 65 chứ lại luôn. Mấy chị cũng tranh thủ mua nè. Cái này phối với quần ngố thì vô một cái ngố luôn á. Cho váy đỏ chị Kim Nguyễn. Chị Dung nó xuống trơn rồi kìa. Ngực 102. Eo 76 giảm ra 88. 65 chứ lại mặc vừa luôn. Cái đầm váy đỏ nha. Hôm nay chị đang xếp lộ kê nè. Ren thêu. Ren thêu. Ở trong lót thun. Cái váy đỏ không cái. Ở trong lót thun phơn su. Chất cực kỳ xịn luôn. Hiếm có đầm đen nào sai to ơi chứ chị, toàn là sai nhí không nè. Rồi các chữ cho Thu Xuân luôn, cảm ơn chị đẹp nha. Chị nào mặc đầm size XL vô chốt liền giùm em. 160, hôm nay sale sốc 120 ngàn cho chị luôn. Giá bao lỗ. Ghi mã đầm 120. Ghi mã đầm 120, em có 2 cái nè. 120 rất đẹp giả mang luôn. Áo xanh chữ chốt luôn đó rồi. Rồi em có cái áo bé nè Quảng Châu. Áo bé gái cưng dữ lắm luôn. Chắc này bé mặc rất là mát nha. Nè đính đá luôn. Ra 120 luôn. Áo bé gái thì dễ thương. 120 cho Trúc Nguyễn, 120 còn cái nữa. Xem cho mấy chị 45 nghìn cho Thu Xuân luôn. Hả? 45 nghìn thôi. Ghi mã áo kèm size nha. Áo này à. Áo này là size. Dạ mới trang tóc á chị, em đây size áo. Áo size 6, ghi có 6 không? Ghi áo kèm size, size 45, size áo 7. Xe 6 với xe 7, xe 7 của mình là 18, 17 rồi, áo bé kèm size. Xe 6 là 15, 16 ký ha. Áo bé kèm size luôn. Cảm ơn mấy chị nha, từ đầu ra tới giờ được nghe áo dễ sợ. Ngày mai chắc làm có cái mới. 6, 7 nè. 6, 7 luôn. Rồi đầm. Đầm này vải giống như là vải lai niềm vậy nha. Cái dạng lai niềm. Chân váy của ai vậy em? Anh chị á. Cho mấy quan chi nha. Rồi cái đầm này size M ngực 90 nha, form baby doll nè. Ngực 90 độ xuống. Áo bé 45 nè mấy chị ơi. Cổ trụ cột cái nơ. Cổ trụ cột cái nơ. Các bạn thấy không, em sẽ kèm size cho em được không? Form baby doll xuống nè, form baby doll xuống. Đầm này size 95 ngàn, phải lai nền luôn. Vương lai lấy một lăng mắt chị còn chứ. Ngực mặt không bán. Ngực 90 đổ xuống là vừa hết. Tại form baby doll đi xuống nè. À, xuống mấy chị, ghi mã đầm 95 giùm em nha. Chắc là nền xị luôn. Ủa đừng mang thị kèm số, chị lộn kèm size.
Rồi mặt bữa có bán nhưng mà bán hết rồi. Rồi có nằm xa 2 lít luôn nè. Cái này khác nha, cái này khác. Cũng là đen thêu mà. Đen thêu vàng luôn. Có lốt khung xịn luôn. Đó, trong cái lô cao cấp á. Hàng này hôm nay đẹp, bao đẹp luôn. Ngực 107, eo 86, giãn ra 92, 65, 68 ký, size 2X nha. Size 120 luôn, nhưng mà đầm 2X cho em. Đầm 2X em có 2 cái. Đẹp lắm, mấy chịu mấy cái đầm ren này á, mà kiếm xe bự hiếm á. Mà giá này đi đâu săn được rồi. Rồi len nha, mua cho bé mặc, hoặc là mấy chị nhỏ nhỏ mặc mặc. Len này giờ kia mặc 4 mùa luôn, nó sẽ rẻ mấy chịu. 35 kg ha, cho tới 45, dưới 50 kg là được, cái này mặc vừa, dưới 50 kg. Em còn có 3 cái à, vừa bán vừa tặng mấy chị 29 ngàn. Kim mã 29, 3 cái. Còn bán 29 ngàn, bán 120 đi mấy chị. Đầm hồng cao, cái đầm này mặc đẹp lắm, em có cái luôn. Mà bữa em lấy một vàng. Giờ còn 120 cho Nguyễn Tấm đi, 120 còn cái đẹp nữa lắm. Lên 29 luôn. Đầm hồng cong ngực 96, eo thun. Eo thun nha, cho nên là eo từ 64 cho tới 82 là vừa hết. Lên xịn 29 nhưng còn cái 2 cái luôn, màu đỏ đô. Có lót thun cho nên không có lo là bị mỏng bị gì hết chị nè. Đầm hồng cong 107, bữa nay đi xả thì mấy chị còn 135 ngàn. Đã lỗ đó. Cái mã 135 lấy đầm này nha. Anh chị đổ, anh này là anh bao xịn á, bao chất luôn. Rồi có một cái lót chân váy này có số lượng nè. Hình như phân sai rồi. Xem số lượng cho mấy chị luôn nha. Xem số lượng để lấy đi số lượng. Cho nên là giá rẻ luôn. Như bác sĩ nè. Thun nè. Cái quần bên trong là thun dày mịn luôn. Mấy chị nào mà có mua bên em rồi là biết chất của cái chân váy này rất là xịn luôn. Hàng này là hàng shop nha, chứ không phải là hàng chợ. Hàng chợ không được cái chất này đâu. Phía bên trong mai rất là kỹ luôn, lót thun cũng kỹ nữa. Cái này mua cho bé gái mặc rất là cưng, hai bên có viền nè, viền vải nhà vải nhũ luôn, rất là dễ thương. Khỏi cần phải cho bé mặc quần mặc nằm. Còn cái nút này là mai chỉ vô luôn, mai chỉ vô luôn, chứ không phải dán. Đầm 135, chốt chốt rồi. Bây giờ em xem ở chân váy đi cho mấy chị nha, mấy chị chốt mã là cái mã chân váy kem size nha. Cái này sao mấy hả? Không, tám, từ ba tới tám, từ ba tới mười. Trong váy sale cho mấy chị giá, để em suy nghĩ có giá nào cũng lỗ mấy chị. Rồi giá là 35 ngàn luôn đi, giá này là mấy chị lấy không xả nên xả em tiểu luôn á. 35 ngàn thôi, ghi mã là trong váy kem size từ 3 cho tới 10, số 10 là 25 kg nha. Trong váy kem từ ba đến 3 tới 10, đâu nên coi tám tới 10 luôn á. Trong váy lưng thun dễ mặc lắm mấy chị. Mà cũng không cần phải không. Ở cần phải mặc cái quần mà đầm cho bé nha. 35 ngàn rồi bán cho đi luôn á. Chốt liền mã. Đó này cái gì? 9. 9. Cái hông nè Nguyễn Hông. Ờ thương lên chị. Số 10. Số 10. Cho váy 89 cho chị Đoàn Thị Lên. Chính cho Nguyễn Thành Xuân. 10 cho Trần Thiên Nga. Số 7 nha. Số 3 cho Như Lý Trần. Số 8 cho Phạm Hà. Còn 8 nè, 8 nè. 8 nè, Trần nè. Chỗ ơi, chị ơi, bán lỗ mới. Chỗ ngoài đổ. Chính cho Nguyễn Thanh Xuân. Hết 9. Hết 9. Rồi từ 3 tới 10 bỏ số 9 luôn. Trong quái 7 với chị Thu Lê Thị. Anh, qua coi là quần ngố không? Ở đó là quần ngố hay quần rồi ba ba. Nguyễn Thanh Xuân có chín rồi, lấy nữa hả chị? Để ơi? Xíu kiểm tra nha. Có rồi, chị đi thêm. Được không? Nguyễn Thanh Xuân nhiều lần. Cho váy 16 kg hả? Số 5. Lấy số 5. Nhu lấy số 5. Nhu lấy số 5. Số 3 đi thật nha. Số 3 đi thật số 5. Số 7. Số 7 Thương Lê Thị. Cô không cần thị rồi, chúng ta em điện nha. Em cũng biết anh. Chị muốn gì chị mua, chị có dùm dồn cho chị. Thôi không thị rồi. Số 10 rồi. Anh ta chốt cho váy liền cho em luôn. 654 lượt. Minh Nguyệt KD 10 có chốt chưa? Minh Nguyệt KD
À bầu chưa biết ra gái mà mua đại luôn hả? Ủa cái đó đang để đâu? Hết rồi. Đây nè. Ở đây. Ủa hết rồi đi. Cho vào đây. Lấy nguyên hộp luôn đi. Em lấy hai hộp luôn đi. Cho mấy cái sai quá chị. Em hết số 9 là bác sĩ Phạm Thị ơi. Đứng số 10 cho em được không? Số 10 cho em được không? Bụng dưới luôn cho nó mắc cái bụng dưới luôn cho đẹp đẹp toàn diện luôn chị. Bây giờ đùi bự không?
hoa trong mắt chú mở nhà đùi luôn. Chung là cái này hoa ơi gì lắm. Người mẫu của em đang hoa, người mẫu em đang hoa. Nó hoa mà hết, nó hết cái hũ đó, em cho phát tách cho mấy chị liền. Bộ đuổi cho tụi biết nằm đâu mà. Từ từ. Rồi Phượng Phạm có rồi, hai màu em giờ không màu, bây giờ còn lõi thôi, còn lõi thôi. Kêu mày ok đi chị, không lấy một cây cũng được. Xong rồi em còn hai hộp ở trên bán nguyên set luôn á. Set xong là chầm mốt set ba cây của Thái á. Đào Kim Trung ba cây. Lộn, set đó của Hàn Quốc, lộn của Thái là set kia kìa chuẩn bị về. Của Hàn Quốc. Son ru á. Cái này nha, nãy giờ cầm áo hoài. Cái này là đo ngang 49 theo mấy quẻ áo lăng nha. 1m7 là nhắm là cỡ 65 cái độ số mặt cờ nha. Đi mã là áo nam. Lấy cấp rồi. Mấy thật xuân. Ok, mày không lấy hả? Dạ rồi. Chị mấy thật xuân là lấy một cây em. Ủa mà còn cái này chút nào không? Cái gì? Cái mùi á. Hả? Em ngon. Mà em lấy được kia. Xét lấy được kia. Cái mùi này sẽ thích lắm chị. Cái hộp đen mở bụng này á là 150 hộp, em bán rẻ hơn người ta. Ở Sendal với lại Shopee đang bán 300. Còn cái gì ta? Tiki đó hả? Là 350. Còn em bán là 150, lý do là em bán livestream lời rất là ít cho mấy chị xài, mấy chị ốm để mua đầm của em thôi. Cho nên là mới bán rẻ như vậy nha, 150 một hộp là 300 gram. Bán rẻ để mấy chị ốm, để mấy chị mua đồ cho dễ. Thì đó. Giá là 150 xài, nói chung là lúc đầu thì nên xài thích thôi, nhưng mà trong những cái ngày ví dụ ngày đèn đỏ hoặc là phụ nữ mang thai thì không nên dùng nha. Nhớ vô cái bài của cái trang em đăng lên để đọc hướng dẫn sử dụng. Sử dụng từ đùi, eo cho tới tay luôn. Hướng dẫn rất là tận tình cho các bạn. Rồi. Áo trắng hả? 49 là nó gần mình. Tốt hơn 2 hộp. Hộp gì? Tay mở bụng. Dạ chưa lên nha chị, hàng lên thiếu nha. Sao mất tiêu mày không? Hộp tay mở còn ít lắm, số lượng của nó không có nhiều đâu. Ok mới bán chị ưu. Chị cho đam đi hả? Chị cho đam không? Đâu rồi, cái bài like nó mất tiêu rồi. Đợi em xíu. Hàng trên một hộp tay mở luôn. Để em giới thiệu. Cái bài live stream của chị nó mất tiêu rồi thôi. Hả? Mất tiêu rồi. Để em xíu nha. Đang mở anh em số lượng ấy, lấy mấy chị nhanh tay luôn nha. Để em đưa cho coi. Chia sẻ lại coi. Mất tiêu cái bài livestream đúng không? Đây em mở ra cho coi. Hàng của Hàn Quốc xài á, nó không có gì ấm. Mà hồi xưa bán cao gần á, là mấy chị xài là sẽ có người bị hướng hướng á. Nhưng mà cái này xài ok lắm. Hàng sử dụng okay, là chị tới một hộp đang mở nè. Tới ngày hàng sử dụng là tới ngày 9/5/2022 lận nha. Như ý chào một hộp luôn. Mấy chị nhớ nha, ai mà có bầu hoặc là đa trang trong những cái ngày mà đèn đỏ thì đừng có xài nha. Tại vì em bán là em nói trước để mắc công, rồi có thì mắc công. Trời ơi, cảm ơn nàng. Đây là cái hộp, cái này là của Hàn Quốc, hàng nhập khẩu nha. Cái này là thành phần của nó thì gồm có là vitamin E nè, rồi tinh dầu ớt nha, rồi có gừng nữa, tiếp xúc từ gừng nữa, rồi cái gì nữa ta? Cái gì nữa quên là tiêu đỏ. Rồi cái gì nữa quên là chưa? Tiêu đỏ rồi cái gì nữa? Caffeine rồi rất là nhiều chất ở trong đây. Tha lên là tầm 5 đến 10 phút sau là nó bắt đầu nóng. Nóng nha, nóng rần luôn á. Beo không kể cho em là hả? Xoa bụng nè, xoa bụng. Ngủ hả? Từ tối cho tới sáng mà còn nghe còn nóng nóng luôn. Đây phía trong nè. Mở cho coi. Thấy ở bên trong pha lên là nó nóng liền, không có nóng liền, 5 phút sau, 5-10 phút sau nóng. Nhớ nha, sau này mà có ốm xuống ký lô nào á là nó anh mở bỏ một hộp tan mở kẹp số điện thoại. Nếu mà nó có ốm được ký lô nào là anh thôi bỏ kẹp số điện thoại. Cái mùi này á mấy chị có thoa cũng không ảnh hưởng gì tới mọi người. Cái mùi của nó rất là dịu, nó không có hắc hắc, nó cũng không có mùi cao gần. Cái mùi này á giống như là mấy chị cái thoa kem bình thường vậy, xài giống cao gần nhưng mà không có tác dụng phụ. Không có tác dụng phụ, bảo đảm với chị luôn, da mỏng cũng không đã hết cao gừng nữa chưa? Tại vì em đã thử rồi, xài rất là êm nha. Không ra một hộp. Gia đình em là bây giờ đang quyết định anh xài luôn. Kèm số. Tại vì mọi người ốm chứ vẫn có cái bụng mấy chị ơi, làm sao mất cái bụng được chỗ này. Cái này cái dạ con mà mình đẻ ra nó không mất được mấy chị ơi. Trừ khi tập thể dục rồi này kia nó mới săn là được, chứ nó không là cũng ăn nhiều xíu là ngay chỗ này nó bự lên liền rồi. Cứ mở lắm. Ngồi xuống là thấy
nhiều khi mặt đỏ quá, tự thấy ớn thấy chứ em là vẫn có cái bụng luôn á. Giá là 150 nha, chị nào mà muốn mà giảm á, để mà đẹp á thì cứ tranh thủ có thể giảm trong này. Còn nói chung là cái này là kem tan mỡ toàn thân của Hàn Quốc. Cái hiệu của mình là gì ta? Đây đây. Hiệu của mình là Yazilan nha. Anh thư bỏ thấy số. Nè, có hạn sử dụng ở dưới cái đích hợp. Hạn sử dụng ở dưới cái đích hợp ha. Đáp mới luôn nha. Giá là 150, ai muốn đặt hàng thì nhanh tay chốt nha. Em bán R rất là ít. Nói chung là cho mấy chị giảm cân thôi. Và tết mấy chị lên tí. Nguyễn Thị Ngọc Quỷ tranh thủ mua đây mấy chị ơi. 150 thôi mà 300ml. Cái này mình xài cũng lâu, 300g mới xài cũng lâu nha. Mình xài cũng phải 2 tháng. Sáng ngủ dậy là mình xong hết đó, mình thoa là ok, mình cứ thoa, mình massage cho thấm á, rồi mình cứ đi làm bình thường. Cái tối về mình tắm. Phạm Dung luôn. Sức rồi chị đi tập. Dạ đúng rồi. Vậy là còn nhanh xuống dữ nữa chị Phạm Dung. Tối cái mấy chị nhớ là sau khi mà tắm ra mấy chị lao cho khô người á, là mấy chị thoa lên là nó sẽ thấm cực kỳ nhanh. Lý do sao biết không? Sau khi tắm thì cái lỗ chân lông của cái da người mình nó hở ra đó. Cái lỗ chân lông nó nở ra, khi mà mình thoa vô là nó sẽ ẹp rất là nhanh, nó thấm còn nhanh hơn nữa là bình thường lỗ chân lông mình nó không có nở ra. Cho nên là khi mà sau khi mấy chị tắm á, mấy chị thoa lên là tao nói thấm liền luôn. Thoa hết một hộp đảm bảo là sẽ lượng mỡ nó sẽ xuống liền, không ít thì nhiều, đảm bảo là sẽ xuống nha. Ai mà mới vừa mập á, còn gọi là mỡ nó còn lỏng, nó chưa có đặc, chưa có gọi là lâu năm á, nó sẽ xuống rất là nhanh, nó sẽ xuống rất là nhanh luôn. Lấy hộp xài thử, xài đi. Da mỏng như beo mà xài còn không sao, cho nên mấy chị đừng lo. Người mẫu đang xài mỗi ngày mỗi đêm luôn á. Em còn kêu bây giờ đang ngồi chốt hàng á, thoa xong rồi lấy cái đai rung á, rung ngồi rung như nè cho nó tan ra, tan mỡ. Chị nào mà có đai rung mà làm mình kết hợp với tập thể dục thể thao á là còn nhanh hơn nữa. Phạm Liên luôn. Nhanh tay chốt đi mấy chị ơi, về để mà mình giảm nè. Đẹp phụ nữ mình giảm ra làm đẹp nha. Có thể mấy chị mà giảm cân là ai cũng khen trẻ ra nè. Cái hồi mà em mang bầu cũng buồn nha, mang bầu lên tới 17kg lần, nhìn dài vậy đó. Dạ không còn lịch đâu, để riêng nữa. Mấy chị nào mà muốn nhanh đó thì lịch lại được, để cho sức nóng nó còn dạ, nhiều hơn nữa thì nhưng mà nhớ nha, chị nào đang coi á là nhớ giùm em lúc đầu thoa ít thôi để da mình nó quen, sau đó là thoa nhiều, chứ mới đầu mà thoa nhiều quá nóng nhiều lắm nha, nóng nhiều lắm luôn á. Đen Nguyễn một hồng. Thôi lúc đầu mà thoa nhiều lên sẽ nóng nhiều lắm nha, cho quý giùm em nha. Thoa dù dù thôi cho quen từ từ á, rồi sau đó là cứ tăng lên theo cái độ mà mình muốn nó nóng cỡ nào ha. Có 150 anh chị ơi. 150 là tôi bán rẻ giả man luôn á. Chị Lê Thị Ngọc Thân lấy thì cho số điện thoại cho em luôn nha. Em yêu cũng mỏng á, cũng hơn hơn lét hả. Ông đã kêu cho coi da mỏng lắm. Da mỏng nó hay bị dễ bị dị ứng đó. Rồi cái này ngực trăm eo 90 độ xuống nha, đầm kết pha lê. Ngực trăm eo 90 độ xuống, kết pha lê toàn diện luôn. Màu của mình màu sỏi nè. Đó, rất là đẹp luôn. 65kg xuống vừa nha. Đầm này sale cho mấy chị 135.000 nè. Khi mà đầm sỏi. Đầm sỏi. Đầm sỏi. Bỏ đuổi 60kg hả? Rồi đợi xíu xong cái này cái. Rồi nằm sơ mi theo luôn, sơ mi theo Hồng Kông. Bỏ đuổi 60kg còn không? À, cái làn mắt da đam á, tầm chiều nay em mới về hẹn rồi. Em dành dục dữ lắm luôn mới được đăng cây. Tại vì nước hẹn cái đó là của Hàn Quốc. Ngực ta sao? Ở chị Như Quỳnh. Cái này ngực thứ 6. Ngực 96 mấy chị muốn thấy cái lăng mắt không? Lên cái chỗ cái bàn vi tính, cái lăng mắt để trên cao. Em đem xuống. Để đây em đưa cho chị coi cái lăng mắt của em đang xài. Cái hàng sơ mi này theo mấy chị giá là 90.000 luôn đi, mỗi 350 á, giờ bán 90 luôn. Ngực 96 xuống là cỡ gom đến 6 là 58kg á. Ghi mã đầm sơ mi. Đuổi nó ta đuổi đầm sơ mi. Ai bộ đuổi cho Quỳnh ơi, để có sai gì. 60kg. Để em đưa cái lăng mắt cho coi. Đây bộ đuổi này 60kg mắt vừa này vô Quỳnh. Bộ đuổi này theo chăm luôn của chị. Theo chăm luôn. Như Quỳnh lấy bộ đuổi này không? Dài xu dài luôn nè. Đầm sơ mi nè. Theo 100.000 luôn đi. Như Quỳnh lấy ok nha. Đuổi xịt lắm luôn á.
bộ hả? Mới nghe là có bộ lấy luôn đi bà. Có bộ không? Tết rồi lên cân nữa không dám mua. Lên cân hãy chẳng phải tan mỡ đi. Không chẳng còn đẹp hơn hồi trước Tết nữa. Rồi ok chị, Nguyễn Thị Ngọc Thủy hồi nãy em lấy rồi á. Chị nào à, hồi nãy là có Kiều Ti với lại Mai Thúy Nguyễn là ok rồi. Để giờ là chừa ra liền luôn á. Để em đưa cho mấy chị coi cái lăn mắt đây. Đây đây là cái căn ma cây lăn mắt em đang xài nha. Đây là em đang xài 3 cây 4 cây. Cái này là chị nào mà nhận hàng đó là xài sướng lắm nè. Nó có cái đầu nè, cái đầu là ba chia. Mấy chị nhớ nha, mấy chị bóp cho nó ra chút xíu thôi. Cái này là 92% ở trong đây là nha đam, rồi tinh chất nha đam. Mà mấy chị thắc mắc đúng không? Thắc mắc tại sao mà nó được cái giá mà rẻ như thế? Tại vì cái này là nha đam thì em nói thiệt, nha đam là nó không có mắc tiền. Tại vì rất là dễ trồng, nha đam là rất là dễ trồng. Cái hũ nha đam vừa cho bán rồi luôn. Cái sale nha đam mà siêu thị bán á là 99 là 90 trăm ngàn thôi. Hũ bự dày, còn cái này tiết của em nó rất là nhỏ luôn. Nó gồm có nhiều dưỡng chất ở trong đây, vitamin rồi collagen rồi nè. Với lại tinh chất nha đam là chủ yếu 92% trong đây luôn. Để làm gì? Để mà chị nào mà thâm quầng mắt giống như là mắt gấu trúc quá nha. Để mình xài, mình massage. Khi mà massage thì là cái những cái mạch máu này nó lưu thông rồi mấy chị. Đó, chị nào mà mắt sưng, mắt húp rồi này kia nó cũng giảm cho mình luôn nha. Nói chung là chị nào bị nặng lắm là tối đa cũng 2 tuần là hết luôn. Hết bị cái tình trạng đó. Mắt mệt mỏi, trời thiếu ngủ mệt mỏi, thiếu sức sống mệt mỏi. Cũng như bữa nay có kiếm xong á là hả? Không thấy đường luôn á chị. Thì lên lên là mình xài bóp nhẹ nha. Okay, Phạm Liên. Bóp nhẹ cho nó ra, cho nó ra miếng nha đam. Rồi là nó sẽ trơn, ra miếng nha đam là sẽ trơn. Sau đó massage này mấy chị cho nó lên trên đây luôn nha. Kỳ bảo một ở trên đây á, mà nó có bực hồi kia cho lên trên đây xoay tròn được luôn, nhưng mà em thì không có làm ở trên là dưới. Cho đánh cho lên trên cho da mình nó mít chân chim nữa là nó sẽ giảm được cái quá trình lão hóa luôn. Chỗ này nè, nó được massage đàn hồi luôn. Các kiểu này có 4-5 tiếng nha. Lần này là dằn vật lắm, ưu tiên nó mới được 100 tiếng. Và cuối nha mấy chị nha. Đó, ba cái này nó làm cho mắt của mình rất là dịu và mát luôn. Massage nhớ ngay chỗ này, massage chỗ nhiều. Chỗ này là nếu mà bị nhăn da, nó sẽ làm cho cái da của mình đó là vết chân chim nó sẽ không còn nữa, trẻ ra nè. Tại vì mỗi lần mình cười thấy nó nhăn mình cũng buồn lắm mấy chị. Không dám cười luôn nha. Đó, 45 ngàn thôi. Xài đi đồ ghiền. Xài đồ ghiền. Ví dụ đang mệt mỏi á, trời mất xa nãy lắm mấy chị ơi, nãy Hoa Phạm Thị 2, trời chốt số lượng nhiều lắm chị ơi. Cái này nhân viên em á, cuối á. Cảm ơn, cảm ơn, 18, 19 tuổi chứ mấy tụi dương rồi nè. Nó còn xài mà, huống chi mình lớn rồi đúng không, mình tranh thủ mình làm. Xài phê. Con mắt là cửa sổ tâm hồn mà, phải dưỡng. Cũng Hoa Phạm Thị này lấy rồi nè. Chị nào đặt thì nhanh tay đặt nha. Cái này, cái đát của nó, cái đát của nó là tới năm 2022 lần nha. Là mình xài tới 2022 lần á. Tới sắp tới 8 tháng 3 mua tặng vô người nhà, mua tặng cho mẹ, mua tặng cho mình. Ai mà tụi con massage làm hoài luôn, đảo quá, làm hoài luôn mấy má ơi. Làm hoài luôn. Không ngừng. Cái cây này là cây của em. Cây này là cây của em đang xài nè. Bữa nào mà mệt mỏi mấy chị, hoặc là mấy chị đang có chị trong ngồi đó, chị làm hết nữa. Tối trước khi ngủ làm, sáng ngồi nhà làm, đánh đảo. Trời nhanh tay lắm chị ơi, giờ này lần cuối á, không còn ở đâu. Chúc mẹ đã thiên hoài, Nguyễn Trang 2. Khách mua lần 5 mùi tiếp không? Xịt. Mua lẻ mua xỉ. Chị nào lấy thì nhanh tay chốt nha, mua cho người nhà mình sẽ chung luôn. Cái này một người mình xài một tiếp lâu lắm nha. Một tiếp này mấy chị xài cả năm á. Lâu dữ lắm, một tiếp này xài khá lâu nha. Còn ai mà xài hao á, kim chung mà. Ai mà xài hao thì lo mua nhiều nha. Tại vì cái này khi mà mấy chị đi cháy nắng về á, mấy chị đi biển nè. Bây giờ đi ra ngoài nắng về nè, bất cẩn để da bị nắng đúng không? Bị háp nắng đúng không? Lấy hết cái tiếp này luôn. Lấy thêm đi thêm nha. Pha hết cái mặt cho em luôn, làm hết cái mặt luôn. Đó, làm hết cái mặt luôn, massage hết cái mặt luôn. Rồi nằm nghỉ 20 phút rửa mặt lại đi là dịu liền. Lấy rồi. Là dịu liền luôn nghe. Đó là hay lắm, cái này hay lắm. Nói chung là nha đam nó lành lắm mấy chị, lành tính lắm. 45 ngàn chị ơi. 45 ngàn tiếp. Gì chứ cái này em bán mấy chị lời rất là ít nhưng mà lấy số lượng. Cho nên là quảng cáo khá nhiều. Nhưng mà xài thích thiệt nha. Trăm người xài, trăm người thích luôn. Em nói thiệt với chị. Rồi mua đi rồi. Ai nhận hàng cũng mua thêm. Đã mua 3-4 tiếp rồi còn mua nữa. Lý do là người thân gửi mua giùm chứ không phải mua xài. Chị nào mua thì nhanh tay mua nha. Em hết là đợt này là coi như là giúp luôn á. Chứ em không có về lại được nha. Tại em bán cũng 4-5 đợt. Đợt nào cũng cháy hàng như đợt đó. Đợt cuối rồi mấy chị nhanh tay luôn nha. Đợt cuối rồi đó. Em xin được đúng 100 cái. Không phải dành giật với người ta. Mà tới chiều nay mới có nha mấy chị.
Rồi cái dâm này ngực 98. Dâm ngực 98 hay 82 nè. Ngực 98 hay 82 dâm chấm bi cực kỳ dễ thương luôn, vải đẹp. Ủa lộn, cái này cái đầm nhắm chị không phải cái dâm nha. Cái này cái đầm ngực 98 hay 82 đổ xuống nè. Rồi đầm chấm bi sale cho mấy chị 100.000. Bữa đầm này 140 lận, gây mã đầm bi. Đầm bi. Kẻ mày còn em sẽ lấy không? 10.000 cây. Cái thì trang 2 nè, phải đổ 1. Mấy chị có tên em mua về xài đi, xuống dữ lắm. Tê tái luôn. Trăm luôn. Rồi bộ đuổi nha, bộ đuổi này trong lô bữa nay chắc có bộ lửng, bộ dài, bộ rộng. Bữa nay bộ lửng. Bộ lửng nha, 441 giờ sale 90. Mét 655 ký sale 90 luôn, ghi mã là bộ đuổi. Bộ đuổi. Rồi bộ này size của mình size 60kg nha. Size 60kg, bộ này sale 100.000, quần giảm xô. Chị nào lấy bộ này ghi mã 100 cho okay, em. Ok, Ngọc Lê. Ghi mã 100, 60kg đồ xô. Bên đây cầm. Em còn một đuổi 90. 50 tính ra. Cảm ơn rằng người cho hết ngày này hết luôn. Chị nói còn bộ đuổi. Em lấy bộ rêu đó luôn đi Nhân Nhân. Bộ rêu đó đó. Em nãy nằm ở dưới chị không thấy, nằm dưới cái đầm. Bộ 90 nè. Chị lên hai cây gì ạ? Hai cây bút chì chị mày, hồi nãy ba hỏi chị mày hai cây chị mày, hai cây là 20.000 rẻ rời luôn. Ngực 96 cái đầm ngực 96 chị Như Như nè, em còn cái riêu nha. Ngực 96 là 82, thôi lấy hết luôn Như Như. Riêu trăm á. Ngực 96 hay 82 đầm này sai lò vừa nè, đầm công sở hai cây bánh răng luôn. Đầm công sở xịn luôn mấy nàng ơi, đầm này sale 100.000. Cái mã đầm xanh. Cái mã đầm xanh cầm của Như Trần. Cho chị tiền lên thị. Cầm của Lê Trần. Của Như Trần nó lộn. Đầm xanh sale 100 luôn. Đầm xanh cho hoa xương rào. Rồi áo nam. Áo nam nhanh chắc đẹp luôn. Đơn em 48 với chị Nguyễn này sale mờ. Đây xem mờ. Chị xé hay lắm. Chị xé mấy chị xài khỏi một chút. Xé lên luôn. Áo nam này xe luôn đó. 50 luôn. Áo nam đi xem mờ. Xem mờ của nam. Rêu bị sao ta rồi gái. Quần nam. Quần nam size 29. Quần tây nam màu đen. Quần tây nam size 29 sale 90. Ghi mã quần 29. Xem nam luôn. Quần linh quần linh này nam á. Quần linh nam có cào luôn sang chín. Quần linh nam có cào sang chín nha, sale 90 luôn. Ok chị Ngọc Lê. Ghi mã 29 cào. Một lần mắt thứ 5 chị. 29 cào với 29 là quần tây. Hình hơi chậm. Dạ đúng rồi chị Lan Võ. Thay mới không? Quần 29 thì chị Trang Thùy, cô Lan thêm một răng mắt nữa. Áo này nam nữ mặc được nha, rất đẹp lắm. Cái này quá trời luôn, cái này mạc là 250. Có mạc luôn, 250 nha. Để em đâu nghe. Cái này nữ mà sai mở. Đủ lăng đã. Còn cái 29 cào. Lăng nãy giờ mắt mát cũng chết luôn. Rồi em 45 nha mấy chị, nam CS nha. Nam CS nữ mà mới 653 kg. Cái áo đen này đẹp lắm. Xe 55.000. Ghi mã áo đen. Áo đen. Áo đen luôn. Bộ bé trai. Có tổ. Quần có bèo có mổ. Bộ này ta 80 xe 65.000 nha. Size số 2. Bé 12-13 kg đồ số mắc vừa luôn. Ghi mã là bộ số
lưới nè. Á này nhìn vậy cho mặt lên dễ thương. Mà sao anh làm cho em ơi? Áo cam. Áo cam chị Trần Thiên Nga. Bộ riêu nãy là bộ riêu ai của dưới Trần. Dưới Trần. Mấy 6 5 3 5 4 ký. Mấy 6 5 3 5 4 ký. Theo cho mình là 55.000. Sao nghe chung chê xuống sơn. 55.000 cái áo đỏ. Áo đỏ 55. Áo đỏ 55. Trời ơi. Xỉu nè. Các bạn coi bằng mặt nha, theo Hoa nè. Hoa nè. Nó đỏ 55 ngực chăn 60-63 kg, 65 kg nữa. Nói chung là ngực chặt tổ súng là đường hình là đường khác. Có bèo dưới nè, có túi luôn. Rất đẹp chưa? Rồi nằm đen này sao của chị 85.000. Ghi mã 585. Chắc cô tông lạnh hoa theo không luôn. Không, chị chi sushi. Áo áo này còn cái nè, hồi nãy chị nào còn, còn 2 cái. Áo này 3 sao Singapore 55.000 đó, bữa nay là theo thì luôn 46 cho tới 60 kg là xuống nha, ghi mã áo len giùm em. Bữa nay 55 hả? Áo đỏ chị em Trần. Đầm 85 len bùi. Rồi đầm thiết kế ren xị luôn, cổ yếm nha. Mặt lên nó là yếm gì ha. Hai bên có mút ngực. Hai bên có mút ngực rồi thiêu hoa xuống. Phân là phân body xuống vậy nè. Cái hàm này em có 70 mấy chị. Ngực 90 em có 70 à. Nên sao rẻ. Cho làm 65.000. Khi bả làm 65 bán lỗ. Tiên còn đuổi nữa không? Đuổi còn không? Chồng 739 lượt chia sẻ gần bằng cái lượt bình luận rồi mấy gái ơi. Bình luận muốn bằng lượt chia sẻ thôi mấy chị. Mấy chị bình luận chứ thế lắm nha em nè. Chấm tương tác với em đi. Cái lượt chia sẻ là bằng cái lượt bình luận cháu. Chấm sao nữa. Ở đây còn đá cái nữa nè. Lên đá xịn lắm luôn mấy chị. Bỏ vơi nè. Form của mình resize nha, 63 cái nó xuống mặt bò luôn, 47 cái chơi luôn. Lên đá xe 60. Có em cái nữa. Lên đá xe 60, ghi mã lên đá. Ghi mã lên đá luôn. Ui ui. Ủa còn sáng như mặt nổ rồi. Môi đi, môi tôi còn bỏ lên đá. Ngôi còn bỏ mè không? Ừ. Đi kiếm hồi đó quá từ. Còn nó lên đá nè. Đuổi đây, đuổi đây. Lên đá chị Hân Hân. Đẹp nha. Rồi đuổi này sale cho mấy chị. Thôi có 3 bộ sale 90 luôn. 1m6 là cỡ. Thôi đâu ngực thử. Chắc 55 kg hả? 94 nè. Mấy 655 kéo lại nha. Quần của mình là quần 9 tấc. Nghe mãi 90 đỏ đô. 90 đỏ đô. 90 đỏ đô. Với lại 90 màu nâu. Nâu bò. Cưng quá trời luôn. 90 nâu nha. Màu nâu bò nè. 90 kèm màu. Người có 94 nè. 90 đỏ đô. 65 kg hả? Chị cam bé bao nhiêu chưa? Không có nào. Cái này nhỏ hơn nha. Cái này con. Nhưng mà nó đâu tiền lên thầy. Em còn cái tư bò. Cái này sang mờ mấy chị ơi. Mấy 6 5 3 kg hoặc 4 5 kg rồi luôn nè. Ghi mã mờ rêu giùm em đi. Cái này nhỏ hơn nha. Mờ rêu. Mờ rêu. Rẻ quá trời rẻ luôn. Bán cái đá hết. Cái này nè. Cái bộ đều đùi theo bữa em mặc bộ màu đen livestream luôn. Ba màu á. Hơi nâu vô chị. Như Như lấy cho Như Như bộ ơi. Là Như Như được có bộ nâu thôi à, còn cái bộ nào mà bộ nâu chốt luôn hả? Chốt Nhân Lê. Nhàn Lê là bộ, vậy là Như Như được có bộ rêu nha Như Như. Chứ làm sao? Nó nghe này cái bộ này bữa em like 100.000 bộ, em mới lột ra được một bộ sót lại nè. Chị nào mà bữa chưa có mua được bộ nào thì tranh thủ hoặc là mua thêm á. Bộ này mặc ưng lắm nha. Hồi sáng mặc bộ này đi cắt tóc nè, bộ màu đen.
còn không? Phải xịn như lắm. Cái bộ này là 6 lần cho lại mặt cùa hết á. Mà mấy chị nhỏ, mấy chị mặc cũng được luôn nha. Bọt dễ mặc lắm, phải xịn. Theo được tiếp luôn. Có túi nè. Cái này mặc đóng thùng là vô cái zoom rồi luôn, mặc cưng lắm. Em đo ngực cho nó 190 là maximum. Ngực lại 104. Set này phải xịn lắm, phải xịn. Cái gì phải gì lụa theo nè. Set này 100 ngàn set nè. Chào lấy set này đi, mã set kèm màu. Set hồng, set vàng. Chào lấy thêm set vàng. Set hồng đẹp. Hồng vàng xanh ngọc. Hồng vàng xanh ngọc. Hồng vàng xanh ngọc mà ưng cưng lắm. Chỉ đỏ đô. Cái này là bao đẹp luôn á. Khách em nhận hàng ám khen. Vải này hả? Kêu lãm gì lụa. Nói chung là vải mịn lắm. Nó giống như cô tông lạnh vậy. Nhưng mà nó mỏng hơn cô tông lạnh chút xíu. Mà vải nói chung là mặc không bán không lấy tiền. Vải hồng vàng xanh ngọc này. Nếu mà nó ca tê lụa thì nó xịn hơn ca tê lụa nhỉ. Xanh nào trời. Xanh nào cho chị Út Huy. Xanh hết. Màu màu vàng có hồng bộ, màu nâu có bộ. Xếp này nhận hàng lên mặt đẹp tê tái luôn. Hết xanh rồi mấy chị ơi. Tê tái luôn, bán cái dẻo hết trơn. Đỏ gì không hơn. Nâu, nâu. Nâu. Nâu nè, hồng nè, vàng. Đồng hồng nhiều nhất hết rồi. Nào vừa. Hồng nhiều nhất, hồng rút. Trời ơi, hồng rút mà, hồng như ý trần. Hồng như ý trần, vàng Út Huy. Rồi hết vàng luôn. Hết vàng hết đỏ còn nâu. Rồi hồng tiền tiết liễu nè. Hồng tiền tiết liễu. Hết hồng hết. Hồng tiền lê thị. Lê thị. Rồi đó hết chị, còn hồng với nung. Hồng với nung. Hết xanh là tiền tiết liễu. Hết đỏ luôn, còn hồng với nung. Cái nâu đi màu nâu này mặt đẹp lắm mà. Chị của con không có nha. Cam kết với mấy chị luôn. Cam kết với mấy chị luôn là vải không mỏng. Chị nha. Thích hồng thôi. Khoan này, khoan này lấy hồng. Khoan này hồng. Tiền tiết liễu được có thể hồng mà xanh hết rồi. Nâu chị lan bùi. Nâu lan bùi. Còn hai phát đàn hồng. Rồi còn đúng xét nâu rồi hết. Phát đàn hồng còn đúng xét nâu rồi hết. Ủa xét này mặt đẹp như mơ. Ai nhỏ nhỏ người đóng hồng nha. Đóng hồng lên y như cái tâm rồi luôn. Nâu cho Quỳnh Liên Nguyễn hết nha. Nâu Quỳnh Liên Nguyễn hết. Thôi tôi coi còn cục bông. Kiếm cục bông rồi lấy bộ không ra. Còn bữa đem lên cho bà kia chọn màu. Không, theo cái bông. Đang kiếm để lấy mặt đó. Hết rồi. Cái này là set 140. Set 140. Cho ly nước con chanh xuống cái này dục. Tiền tiết liệu đâu có bộ nha. Mạng lắc quá à. Ai được chanh nước tiền. Hết rồi mà. Không, tao hậu môi là được cái xét thiệt hoa. Em cũng đang kiếm. Thế nào tự ra. Cái lô này nè. Là bữa nay 140. Lô mà em nói là bộ thiết kế. Biết chị nào nhớ không? Cái lô này á là chắc nó đẹp mơi luôn nè. Bữa nay là em ráo lên tới chiều luôn, em tranh thủ mạng chứ để buổi tối em vô mấy chị coi không được. Tức thì em like mà mấy chị coi mà mua không được, tức bán không được nè. Trời ơi cái lô này nó đẹp giả men luôn. Phải xịn nè, phải xịn lắm. 140 không, bữa nay sale cho mấy chị đồng giá 120 ngàn luôn đi, cho mấy chị dễ mua dễ chốt luôn. 120 ngàn luôn. Quần nè, ở phía bên trong là có lóc thun dài xu luôn, phải lụa tầm ý nha. Cái lô lụa tầm ý thì lắm. Dạ bây giờ em xem cái lô này cho mấy chị còn 120. Gì vậy, đâu mà mới khóc luôn kìa. Mạng nó lắc quá trời mà không đem được có bộ à. Tính xeo hỏi lời đó, bộ bông đang mơi. Ngực 98 nha, mấy 60-60kg mà cái bộ này nè. Chị nào lấy ghi bộ sỏi giùm em đi. Cái lô này là mẫu lẻ toàn bộ. Bộ sỏi nha, bữa nay bán 120 thôi. Sale đi. Đây còn lẻ lẻ rồi, sale cho mấy chị. Bán vui mà sale không có nhiều. Bộ sỏi thì lên lê. Dạ ngực 98. Lô này đẹp nè, bữa hơn không mua đồ, không có đang mua ủng hộ chị đi. Ngực 98. Ống xu thương thùng. Cái lô này á, nhận hàng em khen trơn á, mà bây giờ em còn sale luôn chị hố này. Là mẫu lẻ lắm luôn. Bộ còn 20 cho cô, cho chị đoàn phạm.
lầu á, tâm ý phối với lại đuổi, cái này là đuổi nha, giống heo nè. Cái quần của mình á là quần ấm nhỏ. Ủa, cái lô này mẫu nó đẹp lắm, mẫu mới năm nay không á, chứ không phải là mẫu cũ nha mấy chị, là hàng mới không ạ. Đó, về tới đây lô này là từ 45kg, mẫu này nè, cho tới 56-55kg thôi nha mấy chị. Mặc lên sang chị sẽ nổi, cho lấy cái bộ phối giùm em đi, cái này kim tay cài vô bộ phối nha. Cái áo mặc riêng được luôn, chuẩn sợ bộ quần xuống bộ phối 120 nha mấy chị. Bộ phối theo sạch nhà sạch rửa. Theo lấy vô
nó sẽ nghe nha. Phong cánh dơi đó chị. Món này là phong cánh dơi, tay bự nha, tay bự. Đỏ đỏ. Cái này ngực 101 được nè chị. Chị ơi, hai chị Lan Võ. Ngực 101 của em. Em 90. Chị Phạm Ly Dược, chị này ngực 101 mà em 90. Quần ống nhỏ 65 cái loại mặt cụ nha. Còn này 65kg nè, chị nào lấy gì mã phối đen cho em đi. Phối đen. Đỏ chị Phương Lam. Chị nghe Mỹ Phượng. Em nói đi. Ngực 101 hả? Dạ, 104, đang sale 102 chị. Em đang sale 120. Đen. Em đợi chị Phạm Liên phản hồi rồi. Em lấy cho chị nha, đợi xíu. Tại chị dài đúng không? Đang đợi chị Phạm Liên mạnh cảm lắm, đợi lâu lâu xíu. Đang đợi Phạm Liên. Tại chị dằn nãy giờ. Tại vì đo ngực 101 là bà hỏi đến giờ. Rồi ngực 97. Em có bill lại là có bill trong bill không? Đợi chị ơi, cái này đi em đợi chị Phạm Hà lấy không nha. Chị Phạm Liên. Phạm Liên. Ngực 97 đổ xuống. Ngực 97 đổ xuống, cái bộ này không đẹp không ăn tiền. Cái bộ này em ghiền luôn. Mặt lên nhúng nhúng nè. Vừa hả? Okay. Rồi chị lấy nha. Lấy. Người ta dặn từ đầu, không lấy người ta giận. Mấy chị ơi, hồi em kiếm cho. Rồi cái bộ này á là size L mặt cùa nha. Phối sọc gu xì nè. Món xe áo đồ 2 nè. Ống nhỏ nghe mắt cá chân. Ống nhỏ nghe mắt cá chân. Ghi mã là sọc đỏ giùm em nha. Sale 120, cái lô này 140. Em đang sale mấy chị 120, lý do là còn ít hết. Cho nên là em sale luôn. Ủa đâu rồi? Hết rồi hả? Ủa sao? Còn không? Môi đỏ. Môi không ra hả? Dạ có nhiêu đó mẫu hả? Rồi đỏ chị Nguyễn Phương. Cái này lần đầu tiên em hết mà còn lắp hết. Tại mấy chị biết sao không? Cái lô nó lẻ toàn diện luôn. Hôm nay là khổ. Dạ cái bộ phối đó là chị biết sao không? Là chị Phạm Liên là dặn em ngay từ đầu luôn. Chừng nào có sai mấy chị em coi nha Mỹ Phượng. Lấy cái xô chị nha. À không có tính tiền hả? Em nói đi, trên đó nó bán cho người ta rồi sao em biết được. Vẫn còn hai hộp. Ê chứa tiền quần ngố chị Thu Xuân nha. Hai cái quần ngố. Còn tiền tiền cho chị Thu Xuân hai cái quần ngố. Còn 5 năm cái nữa. Còn cái hôm qua em lấy được 5 năm á. Từ từ mấy chị. Em kiếm nha. Kiếm bộ 65kg dần. À nói nghe nè. Bộ hồi tối còn đó. Bộ Lâm nó muốn mua không? Đưa lên cho con đi. Bộ là bộ con Thái lên lụa là nó đó. Rồi bộ thể thao. Bộ thể thao 130 nè. Bộ đó 320 luôn. Bộ 320 luôn. Ok chị Mỹ Phượng. Theo nè. Viên tập thể thao luôn nè. Đang coi hút luôn. Bộ này mấy 662-63kg vừa nha. Quần đen có viên sọc dài luôn, ghi mã bộ trắng đi 120 luôn. Đó là chị Phạm Liên. Thầu ơi em đang kêu chồng em đi kiếm. Ủa cái hình gì bộ, em? Bộ trắng, hình gì đi xin. Rồi ghi mã bộ trắng nha, ghi mã bộ trắng. Rồi cái này ghi mã giùm em là, ghi mã viên giùm em là 120 đen. À, lúc đưa lên coi chị có xem mẫu không chị Minh Nguyệt. Ủa? Số 5 lửng là bộ lửng nè. Là nó có hai bộ em đâu, ngực 101 nhớ không? Bộ tím tím không chị? Bộ tím tím đó. Cái này ghi mã là 120 đen. Còn con Thái chứ tôi lại. Tóc bộ trắng thôi nha. Bộ 20 đen. Có 4 bộ à, em lên luôn 4 bộ. Ủa 5 bộ. 120 luôn nha, bữa nay 120 luôn. Tóc này lên liền chị. Mấy bộ thể thao này nè. Phạm, em còn em trắng nha. Em mặc biết luôn. Bộ thể thao là em mặc đi đâu cũng ok, không có mắc cỡ, đi đâu cũng đẹp trơn. Giờ tạm hỏi mua đâu đó tụi bạn đó. Đó rồi chị ơi. Có rồi không hả? Còn like cho bà chọn. Nguyên bộ hồng luôn nghe. Nguyên bộ hồng luôn. Theo chữ gu xì. Cái này theo luôn. Bộ này 60kg độ xuống rồi đó. Ngực trăm vô tư. Bé hả? Bé thì còn mà like chữ mua đang buồn. Chứ sao còn size 45 100 đổ xuống hả bác? Ghi mã bộ hồng. Theo nhà theo rắp dáng rồi đó. 47 cho tới là hả? 60kg luôn. Bộ hồng. Ai mà có
lắm luôn. Lên vô cũng lại không ai mua. Thì vô. Bữa em lai đồ bé nha. Bèo. Họ bèo, họ bèo rồi vô. Rồi làm hết hồn. Em trong là bữa nó lai đồ bé. Lai đồ bé 10 giờ nha. Bèo. Bèo hả? Họ bèo vô tan. Theo, theo. Rồi 6 cái đầu số là 46 cái mặt vô luôn chị. Trời ơi, nè. Mặt y như người mẫu luôn, 46 cái mặt y như người mẫu luôn. Bộ này 62 cái mặt vô. Rồi bộ này ghi mã đỏ luôn nha em. Viền sọc là viền vải nha, chứ không phải là in nha. Đỏ. Bộ nó nè. Rồi mà lên to, còn lên lên con thái liền luôn. Cảm ơn Cẩm Tú nha. Trời ơi, thả. Bữa nay được thả cái gì đâu. Đỏ đô. Cảm ơn cái nó xuống vừa hết luôn, đỏ đô luôn nè. Viền sọc cái thao rồi, bữa nay bán 120 nha. Bữa nay được hàng bán rẻ, viền rẻ hết trơn. Mấy hàng này có chỉ không biết mua hàng ở đâu mà được giá đó. Tại khách em nói là mua ngoài, mua người ta live stream toàn là 160 mà. Thấy em nói, em nói em bán mà rẻ đẹp luôn á. Đỏ. Còn này hồi tối là bán là bộ lửng là 100 ngàn. Còn bộ dài là 100 mốt nha. Hàng này đi kiếm không có. Có thầm em còn đỏ thấy được không? Đỏ, đỏ chị Nguyễn Kiều còn nữa luôn. Nữa luôn. Coi lượng bình luận sao mà thấy hơn được chia sẻ nha mấy nè. Thả tim bình luận chấm nhiều cho em nha. Chứ gì đâu mà chia sẻ mà bằng cái lượng bình luận luôn má ơi. Còn đỏ luôn. Chị Tú Ngọc mặc bộ rắn này vừa á chị. Mấy ngàn này chị đừng lo. Mua nhà em là chị yên tâm. Vải này chị đỏ đô. DNG là chữ theo. Ở trên vai là có tiền hai sọc vải nha. Đó. Chấp này là bao tiện luôn. Chị thấy không em nhà mặc đồ này thôi. Này mới theo đùi. Quần chị sọc thể thao luôn. Chị lấy ok em đi. Còn bộ trắng như bộ đỏ đô. Hết luôn nha. Đỏ đô cho Lâm Điện. Mặt đẹp chó luôn. Khỏi lắm suy nghĩ. Nghiêm giá rồi. Còn một trái là Tuấn Hồng lấy đúng không? Ok Tuấn Hồng. Còn nghiêm chị. Em cứng luôn nè. Ngắt luôn. Tỷ sao bị trắng Tuấn Hồng lấy cô. Tuấn Hồng lấy rồi. 762. Ồ chấm sao mà cho lượt mình lưỡng nhiều hơn được chia sẻ luôn. Đang buồn. Bữa nay mấy chị nhớ nha. Không làm gì theo em tới chiều luôn đi. Em ráng like chứ sao sợ tối đã được. Mà tối nay like được like. Còn like mà yếu thì chắc đi xuống sớm. Chị đi buồn. Nói nghe nè. Cái bộ size 3 mình còn có 101 lận nha. Size 3 nè. 60kg vô tư nha. 100 vô tư. Size số 3, 60kg đổ xuống rồi. Bộ em đang cầm là bộ dài. Hết rồi chị. Bộ dài. Hàng này á, người ta gọi nanh lụa hay là tôm thái đều là nó hết nha. Phía số 3 dài giùm em nha. Số 3 dài. Từ 53kg. Từ 53kg mà cho tới là mấy 60kg là mặc vừa số 3 luôn. 3 dài giùm em. 3 dài. Mấy bộ này là mặc mát. Mắc rụi luôn. May kỹ à. Bắt sổ xong rồi còn may thêm đường chỉ nữa. Chứ không phải là chắc sổ không. Sổ không giặt mấy lần, máy mấy lần là bung chỉ trời. Bộ dài. Rồi cái này ghi ba xanh đen giùm em nha. Bộ dài luôn này, 100 đổ xuống vừa hết. Chị nào 60kg nó vừa hết luôn nha. Có chị Tuấn Hào. Ba dài, ba ba xanh đen, ghi ba xanh đen. Cái tao mở còn, trời ơi, nguyên vố đây nha. Cho nó kỹ nha em. Rồi kỹ bên phải. Bên phải, bên phải thì nó vậy. Bên góc nè. Sao vậy? Ba xanh đen có hai bộ. Lửng số 5 đúng rồi, em có vừa, vậy nó dài gì chị lên lửng được không? Ba xanh em chịu khuy nè, ba xanh em còn. Còn bộ. Ủa bộ nó nằm chỗ nào vậy? Đúng rồi. Nè nè. Còn má. Đưa ba cục lên. Chị lấy cho thử. Ủa xanh đen luôn hả chị? Xanh đen luôn, xanh đen ở hai bộ. Xanh đen cho chị từ Vy anh à. Mấy chị lấy ba xanh là coi sao mấy chị không chốt ba xanh vậy? Bá xanh đẹp quá chị, cái bông này đẹp quá trời, mấy chị mua nè. Hoa này là hoa hoa hồng xanh đó. Hoa hồng xanh. Được căng đổ xuống rồi hết. Em còn hai bộ xanh dài nha, xôi xa ba. Thì ra, ủa, bạn phải nhiều gái. Cái này là lô hồi sáng vui. Cái lô hồi sáng vui chưa bán rồi. Quên mà. Đó đó. Cái lô hồi sáng vui. Cái xanh cũng đẹp mà. Cái xanh ơi.
Gì lại chụp teo đây rồi. Cái gì vậy má? Ai cột vô á? Gì vậy? Cô ra làm gì? Dám đi chụp teo nè. Nó lỡ bán luôn. Cái đầm. Cái đầm nhúng nhúng rồi mấy chị. Cái đầm nhúng nhúng. Không lạnh. Cảm ơn chị Trần Nhãn Trang nha. Nha 82. À, ngọc 102 cho 82 bốn 70 ngàn á, không lạnh. Chị mấy chị ghi đạt 70 giùm em. Ủa to đẹp lắm kìa, cảm ơn chị nha. Đẹp kìa mấy chị. Size 5 dài nè chị Minh Nguyệt ơi, ăn mà dài. Size 5 là ngực 110 mấy á. Để không? Là 6 là 70 kg mà số 5 á. Có đạt 70 nè mấy chị. Cái này ngực 110. Nè, số 5 đỏ đô giùm em là bộ dài luôn. Vậy là bán hết lẫn thôi chị. Bộ dài luôn. Đó là 70 kg. 5 đỏ. Hoàng Liên lấy màu cho em được. Số 6 bán hết rồi mấy chị ơi. Rồi 5 hoa giùm em đi. 5 hoa bộ dài luôn. Vậy là bán hết bộ lẫn. 5 hoa. Còn đầm 70. Mày gì vậy? Rớt xuống rồi. Số 5 với chị Phạm Liên, chị lấy đủ màu luôn không? Đủ màu luôn không? 5 xanh đen. 5 xanh đen là giống, hình như giống cái bộ 4 xanh đen hồi nãy á. Dài luôn rồi, giờ dài không à. Sao số 5 chị lấy đủ màu luôn, chị Phạm Liên chị lấy màu. Chị lấy màu gì vậy? Cho chị Tuấn Ngọc nè. Hoa lên đây nè. Còn 5 đỏ. Còn 5 đỏ với 5 xanh đen. Phạm Liên lấy đỏ không? Lửng hay size số 3 nha. Lửng hay size 3. Mấy 6-7 kg. Chị nào lấy lửng thì đi lửng 3 nha. Lửng 3. Có bộ không? Lửng 3. Lửng 3. Xe lò đen mà lửng. Xe lò lửng. Rồi bộ này size 3 nè. Màu 3 dài nha. 3 dài xe lò. Chị thả 3 dài. 3 dài là hoa hồng xanh. 3 dài là hoa hồng xanh. 3 dài. Ủa đó là gì vậy? Xanh đen hả? Xanh đen chú mình ngồi đi. Rồi 5 xanh đen còn bộ. 5 xanh đen còn. 5 xanh đen còn bộ. 5 xanh đen còn bộ hết hả? Mấy chị ơi, hôm nay là 3 dài. Cái bộ mà lô 155 ngàn, mấy chị chịu. Cái lô 155 ngàn. Cái lô cao cấp mà hồi trước Tết em bán 240 bộ, mấy chị nhớ không? Hôm nay lại mấy chị coi nha. Chịu không? Cái lô đó nó đẹp như mơ luôn. 3 dài tùy lên thị. Cái lô 155 á, đẹp như mơ. Bà tìm tiếng liệu còn đó không? Đưa cái lô này cho bà coi nè. Tưởng mặt rất là lè. Cái lô này á, là bộ là 155 ngàn bộ. Hàng này là hàng siêu phẩm. Bộ có mặt không bán? Bộ em mặc là bữa trong cái lô 130. Bộ này là mua về á, là không nghĩ là mua được giá đó đâu. Em bảo đảm luôn. Bộ số 5 hả? Bộ số 5 là cỡ 65-70 kg á chị. Bự mà, bự lắm. Quần đi lưng thun size 33 màu đen. Rồi ba còn nhiều lắm nha chị. Kiếm đi. Gì chứ xe 33 là còn nhiều lắm á. Có ai mua đâu. Bộ 155 luôn. Em bán cái quần xe 33 không ai mua. Hết mua chị Phạm Liên rồi. Em biết nói gì luôn. Không có hết xe 33 luôn chị. Đây nè. Hỏi cái có liền luôn. Nè chị, chị Trần Giáng Thân chịu cười em nha. Quần lưng thun luôn nè. Xe 33, 240 quần. Hàng này mua về xài, mặc hoài luôn. Chị nào hư thì biến xịn lắm. Em mà bán 200 mấy là xịn đó là xịn. Ok em nha, cái quần mẫu này là còn rồi, tay. Ok Trần Giáng Thân. Em còn tay 28.
lâu rồi em like 155.000. Nó rẻ lắm. Tại vì ở ngoài thị trường bây giờ đang bỏ sỉ lên 178 bộ. Giá sỉ thì mà ra sớm nó phải 200 mấy bộ. Mà 45 em còn sao bố chị Hồng Thánh. Ba bốn mẫu khác nha. Ba bốn mẫu này đi. Gì chứ quần cho 33, 34 nó còn cái nồi. Bán xe nhỏ không có chị? Bán xe 29, 30, 31 không? Cái xe bự không ai mua. Cái Hồng Thắm lấy mẫu này được không? Này 34 nè. Cũng lưng thùng luôn. Chắc bao xịn luôn. Cái lô này nó lô cao cấp. Lâu lâu mới có. Mấy ok nha Hồng Thắm 24. Hồng Thắm lấy ok nha. Đây. Cái lô bộ 155. Phải xịn, nhức nhói luôn. Của mình Ngọc Văn Đặng. Ngọc Văn Nguyễn, Ngọc Văn Đặng. Mua 7 bộ. Ngực chưa coi giãn tới 98, nó giãn ra tới 108 luôn. Bộ này nè, có màu luôn nha. Quần một màu, quyền sọc màu đen. Ngọc Thắm ok chị ơi. Mét 6, số 2, số 3 cái độ xuống bộ nha. Từ 48 cho lên ok hết. Bộ này chị nào lấy thì ghi mã bộ tím giùm em đi. Nó có màu hả? 155.000 bộ. Xanh đậu. Xanh đậu là quần xanh đậu. Bộ tím luôn. Xanh đậu có 155.000 bộ à. Ôi ôi ôi, lớp 153. Màu diễm được hay sao? 33 là cũng khoái nha. Đợi xíu. Có liền luôn á. Tím là xanh đậu luôn nè. Hồng Thắm ok không chị ơi? Nó là bạn chạm. Tím xanh đậu đi chị. Nè mẫu này nè. Mẫu này là còn 232, 33 với 34 luôn. Em như chị. Em như. Cái em cũng biết. Chị nào lấy cái này mã xanh thì em xài nè em đi. Quần thông luôn. Xanh 32, 33 với 34. Bà Hồng Thắm thì bà còn đó. Không lấy không lấy báo lại cho anh ta nha. 33 nè, Như Như lấy 33 để lo 34 chứ. Không, lưng thun nha, chứ lưng gì kéo là em đảm bảo. Tại vì lưng thun dễ đâu, có giãn á. 34 thì em đo ngang trước nè. Chị Thảo vừa đây nè. Đo ngang là 78. Hồng Thái lấy 34 nè. Không bộ chị hả? Giờ chị nhiêu chị, em đâu biết chị nhiêu. Lấy 34 Hồng Thái. Cái này ngực, cái này lưng thun đo ngang là có 78 thôi, nó sẽ giãn nha. Nó giãn ra cho tới 94. Size 34 là eo 94. 34 màu đen rồi chị ơi. Eo 94 mông 108. Có quá. 32, 33, 34 luôn. 32 chị Trần Giáng Trân. Nè cái xanh kèm size giùm em đi. Như Như lấy cái xanh 33 không Như Như? Xanh này là có giờ còn 33 với 34. Còn người ai size bự hú em cái rồi vô online cho mấy chị luôn. Đang buồn tỉnh vô 33, 34 hồi tối. Ủa ống xu hả? Ống xu còn. Ống xu còn. Cầm đi. Cầm. Đấy. 254 với chị Hồng Thắm. Đấy. Đùi thử nghe. Tao ngưng. Lượng bình luận gần bằng lượng chia sẻ. Đúng. Đáng sợ. Thử lại đi. Đợi em đưa hết quần cho coi. Quà vậy? Tai nạn quà đúng không? Đổi. Mày tính chưa? Để em đưa lên cho chú. Mấy chị không chịu bỏ, gần quá. Rút ra luôn. Mà Như Như có lấy được cái nào kìa? Cái này là dây kéo mấy chị. Dây kéo có hai cái rồi. Trời cũng bự. Lưng dây kéo mà nó còn có thun giãn nữa nè. Lưng dây kéo nha. Lưng dây kéo mấy chị ghi mã giùm em là quần kèm size nha. Quần 33 với 34 là lưng dây kéo. Size 33 với size 34 204 quần nha. Dây kéo là 33 với 34 là quần kèm size. Để em kiếm lưng thun còn được. Con sẽ bự mà. Con nhỏ không có. Cho đi cho mấy. Bỏ đi cho mấy. Xanh đen. Đây đây, nói là chị. Xanh đen nè. Rớt rớt xuống. Xanh đen 33 nè, chị Trần Giáng Trân ơi.
lớn không đâu. Miếng xanh đen kèm với lại cái tay này nha. Xanh đen 32 nè, 32 nè. Xanh đen 32 với 33 cũng có hai quần. Xanh đen 32 với 33. 31 nè, chị nào 31. Nhưng như nó là lấy một cái quần riêng sao 34 màu đen. Có không? Đen 34 có không? Nó xanh đen. Đen và cái kia là màu gì? Xanh đen. 34 hồi đâu có màu đen không? Ủa mà nãy có lấy được chưa? Nhưng chưa mà phải không? Nhưng như hả? Vậy đằng giá đang ok em xanh đen 33 nè. Ghi luôn đi. Đằng giá đang xanh đen 33. Mấy chị nào mình xanh 31 anh đưa cho coi nè. Nhưng mà lưng như kéo nha. 34 lưng như kéo. Theo hình con ong nè. Màu xanh này đẹp lắm luôn á. Ghi mã ông kèm size giùm em nha. Ông kèm size. Dạ đen không có. Đeo 32 lưng thun gì chịu không? Ghi mã ong. Ong 31